Đa Mỹ, kế hoạch yêu chồng của tổng tài bá đạo. Tác giả: Oa Qua Oa. Người đọc: Châu Gia Thiện. Chương 1. Tiêu Dĩ Thư vốn là một nhân viên trí thức nhỏ của một công ty nhỏ, gần đây mới chuyển sang làm việc ở tổng công ty của tập đoàn Lê Thị. Vẫn làm nhân viên trí thức nhỏ, nhưng mà có điều, cùng là nhân viên trí thức, tiền lương ở hai công ty lại chênh lệch rất lớn. Tiền lương ở Lê Thị của cậu là phải gấp 3 lần ở chỗ cũ. Tập đoàn Lê Thị chủ yếu làm về dịch vụ chăm sóc trẻ em và người già tại nhà, thêm các loại mặt hàng dệt may, thẩm mỹ viện. Mặt khác, còn có các sản phẩm về đồ ăn thức uống tăng cường sức khỏe. Tập đoàn Lê Thị đã được thành lập hơn 30 năm, nhưng mà có điều, trước khi Lê Cẩn là người đảm nhiệm các quyết sách, Lê Thị chỉ là một công ty nhỏ. Lê Cẩn tiếp nhận công ty vào năm 19 tuổi, sau đó công ty dần lớn mạnh, hơn nữa còn thu mua rất nhiều những xí nghiệp có cùng loại hình. Năm nay anh 28 tuổi, tập đoàn Lê Thị đã nằm ở trong danh sách 500 xí nghiệp siêu lớn hàng đầu thế giới. Tổng công ty của Lê Thị được xây dựng ở thành phố A, hơn 10 công ty chi nhánh ở cả trong và ngoài nước, cũng có cả 9 trung tâm nghiên cứu phát triển. Hai cái trong số đó là ở trong nước, còn lại đều ở nước ngoài. Tuy rằng Lê Cẩn là Tổng sự trưởng của tập đoàn Lê Thị, nhưng mà đồng thời anh cũng là tổng tài, là CEO của công ty. Nhưng mà có điều ở trong nước, cái cách xưng hô này rất là hiếm. Về cơ bản, nhân viên ở trong công ty đều quen gọi anh là Lê Tổng. Lê Cẩn thuộc cái kiểu vạn người mê. Anh đã được bình chọn trong danh sách 50 người đẹp trai nhất thế giới suốt 3 năm liền. Danh hiệu này vốn được dành cho các minh tinh ở trong giới giải trí, thì thoảng cũng sẽ có vận động viên hay là thành viên của hoàng thất. Thế nhưng người trong giới kinh doanh này thuần tí thì cực kỳ ít. Do đó, có thể thấy được Lê Cẩn thu hút người khác như thế nào. Đẹp trai, độc thân, tốt nghiệp một trường nổi tiếng ở nước ngoài. Hơn nửa năm nay chỉ mới 28 tuổi mà anh đã có xu hướng trở thành người giàu có nhất ở trong nước. Dù có là trong phạm vi toàn cầu, tài sản cá nhân của anh cũng là đứng đầu trong danh sách. Đẹp trai, nhiều tiền, còn trẻ tuổi, là bạch mã hoàng tử lý tưởng nhất của các cô gái chưa kết hôn. Lúc mà Tiêu Dịch Thư làm việc ở công ty trước thì cũng lại không có cái khái niệm gì về những cái lời này. Nhưng mà từ sau khi đi làm ở chỗ của tổng công ty Lê Thị này, rốt cuộc cậu cũng đã hiểu được một cách sâu sắc cái gì gọi là vạn người mê. Nè, tuần trước Lê Tổng đến công ty bên Mỹ thị sát đó, nghe nói là dẫn Từ Ti Ti đi cùng đó. Nè, Từ Ti Ti đó hả? À, ta có gì đẹp đâu chứ. Phần là con gái trong phòng làm việc của chúng ta đều đẹp hơn cô ta đó. Vậy thì có cách nào chứ? Ai bảo người ta là thư ký cao cấp, năng lực làm việc rất là mạnh. Nè, còn đầy người có năng lực hơn cô ta đó, cũng là không biết cô ta đã dở ra cái thủ đoạn gì để mà treo cao nữa. Tôi thì lại thấy là cô ta ngày nào cũng dính chặt với Lê Tổng đó, lại còn mơ hồng mộng hảo quyền, được bay lên làm phượng hoàng cơ đó. Cũng là không có xem lại đức hạnh của mình xem. Năm ngoái đó, cô ta lại còn có mấy cái chuyện ái mộ với phó phòng của phòng nhân sự đó. Mọi người trong công ty này ai mà không biết chứ. Lê Tổng có thể là xem trọng cái loại đàn bà hư hỏng đó, như cô thấy sao chứ. Huống hồ gì cô ta Lê còn lớn hơn cả Lê Tổng có một tuổi cơ. Thật đúng là hoàng tử mà. Nè nè, phải rồi đó, các cô đã nghe nói cái gì chưa? Công ty của chúng ta là sắp mời cái người đại diện để có thể mở rộng cái sản phẩm mới đó. Các cô thử đón xem là ai đi. Tôi có tin tức nội bộ đó nghe. Hết nè, sản phẩm nào chứ? Năm nay công ty là muốn mở rộng ba sản phẩm mới cơ đó. Là cái sản phẩm trang điểm đó, Michel. À, là nó đó hả? Nhưng mà mời vậy? Bạch quỷ đó, nghe nói đã ký hợp đồng rồi, mấy ngày nữa là sẽ công bố thôi. Hết nè, thiệt hay là giả đó chứ? Đương nhiên là thiệt rồi. Nè, không có phải là lần trước có cái giả chụp được cái cảnh Lê Tổng của chúng ta đi ăn cùng với Bạch Quỷ hay sao? Khi đó tất cả mọi người đều nói giữa hai người là có ái mũi đó. Tôi lại còn đâu có tin đâu. Giờ thì trời, Bạch Quỷ à, ta dựa vào cái đâu chứ? Không phải là chỉ đóng được mấy cái bộ phim thành công thôi sao? Trong bề ngoài thì có vẻ là thanh thuần lắm, nhưng mà bên trong đó hả, thì không biết dơ bẩn như thế nào đâu. Trong cái giới giải trí đó có được mấy sạch sẽ chứ? Những cái nội dung tương tự như trên hầu như ngày nào là Tiêu Dĩ Thư cũng có thể nghe đủ. Lê Cẩn là cái nhân vật mà ngày nào các nhân viên nữ cũng nhất định là phải thảo luận với nhau. Bất kể là chưa kết hôn hay đã kết hôn rồi, ít tuổi hay là nhiều tuổi,
gần như đều phải nói mấy cái câu bác quái về Lê Cận. Tiêu Di Thư cũng là đoán có lẽ những cái phòng ban khác chắc cũng như vậy. Nè, Tiêu Di Thư, cậu thích cái kiểu người như Bạch Quỷ không chứ? Các cô gái trong phòng làm việc cứ phê bình về cái người đại diện cho sản phẩm mới mãi thôi. Thảo luận đến cuối cùng, các cô bắt đầu lại tìm kiếm nhận thức chung từ đồng nghiệp nam ở trong phòng. Mà trong phòng làm việc này, chỉ có một mình Tiêu Di Thư là nam giới độc thân, cho nên các đồng nghiệp nữ đều cảm thấy hỏi cậu là khá thích hợp. Thường xuyên hỏi cậu những cái câu chuyện vô cùng bát quái, những đồng nghiệp nam khác đã kết hôn đều rất là thông cảm cho cậu. Tiêu Di Thư ngẫm nghĩ, sau đó lại mỉm cười. Tôi cũng là nghe nói qua về minh tinh này rồi, nhưng mà không biết cụ thể là trông như thế nào. Nếu có thể được công ty mời làm người đại diện thì chắc tại quan đầu tiên thôi. Thực ra thì có biết Bạch Huệ, cậu cũng đã có xem phim rồi, thấy đúng là Bạch Huệ rất đẹp, thế nhưng không có thể nào nói như vậy ở đây được. Nhận xét như vậy đã làm cho mấy cô gái kia rất rất hài lòng. Nè, phải đó, có lẽ là vì cô ta nổi tiếng thôi. Làm người đại diện cho sản phẩm của công ty chúng ta đó hả? Có ai mà không có phải là minh tinh nổi tiếng đâu. Không có gì là phải ngạc nhiên hết cả. Nữ minh tinh nào làm đại diện cho các sản phẩm cũng là có cái chuyện ai mộ với Lê Tổng của chúng ta hay sao chứ. Chắc là Lê Tổng của chúng ta là phải bận chết mất thôi. Người đang nói chuyện là cô gái xinh đẹp nhất ở trong phòng làm việc này, tên là Hà Nhã. Trước đây, lúc mà Tiêu Dĩ Thư mới vào công ty này, Hà Nhã đã từng đặt cảm tình vào Tiêu Dĩ Thư, bởi vì cô nghe nói Tiêu Dĩ Thư đã nhảy dù vào đây. Với lại, còn không có cần thông qua cái phòng nhân sự. Cô đoán có lẽ Tiêu Dĩ Thư có hậu đài. Sau này không biết là chừng còn có thể là thăng chức. Với lại hơn nữa, ngoại hình của Tiêu Dĩ Thư cũng đã không tồi, vừa thanh tú, vừa sạch sẽ, đã tạo ấn tượng rất tốt với người ta ngay từ cái lần đầu tiên gặp mặt. Thế nhưng sau khi mà Hà Nhã hỏi về gia thế của Tiêu Dĩ Thư thật rõ ràng xong, thái độ kia đã thay đổi ngay lập tức. Tiêu Dĩ Thư chỉ là con của một gia đình làm công ăn lương, ngay cả xe riêng cũng không có, có cái chỗ nào để cho cô ta phải xem trọng chứ? Cho nên bèn tiếp tục về cái giấc mộng bay lên làm phượng hoàng. Mục tiêu cuối cùng của cô chính là Lê Cận. Nhưng mà có điều, dù phải lùi một bước thì cũng là không có thể nào kém quá được. Còn không phải sao chứ? Tất cả mọi người đều cảm thấy Tiêu Dĩ Thư và Hà Nhã nói cùng rất là có lý. Có lẽ chỉ là điều kiện để mở rộng sản phẩm mới thôi. Không khí trong phòng làm việc thoải mái hẳn lên. Tiêu Dĩ Thư thở phào một hơi. Lê Cận thực sự rất là nghiệp chướng mà. Không có cái việc gì thì điều kiện hoàn hảo như thế để làm gì chứ? Thường xuyên tạo khói lửa khắp nơi ở trong công ty, không cẩn thận một cái tôi là người vô tội giống như cậu sẽ gặp tai họa ngay. Đến giờ nghỉ trưa, Tiêu Dĩ Thư nhận được một cái cuộc điện thoại. Là ba của cậu, Tiêu Hải gọi tới. Ba. Kỳ thực thì Tiêu Dĩ Thư không có thích ba của mình gọi đến một chút nào cả, mặc dù người ở đầu điện thoại kia là ba ruột của cậu thật đó. Thế nhưng có lẽ không tốt hơn là cả ba dượng. Cứ mỗi lần tìm cậu đều không có phải là cái chuyện tốt lành gì cả, đa phần đều có liên quan đến tiền. Mẹ của Tiêu Dĩ Thư đã qua đời lúc cậu được 4 tuổi, sau đó ba của cậu tái hôn. Một năm sau thì mẹ kế của Tiêu Dĩ Thư sinh một đôi long phượng thai. Rồi những cái ngày tháng khổ cực của Tiêu Dĩ Thư cũng bắt đầu tới. Thực sự thì không có một chút địa vị nào trong nhà cả, vì trong nhà có ba đứa trẻ đều phải đi học. Đối với cái tiền lương của một gia đình bình thường mà nói, thật sự là gánh nặng rất lớn. Sau khi mà Tiêu Dĩ Thư tốt nghiệp cấp 3 xong, Tiêu Hải không muốn trả học phí cho cậu nữa. Lúc đó Tiêu Dĩ Thư thi đỗ đại học, nhưng mà không có thể đi học được. Cậu phải tìm việc làm ở bên ngoài để kiếm tiền suốt cả một năm, cho đủ học phí của 2 năm rồi mới thi lại. Lên được đại học cũng là phải thường xuyên đi làm thêm, nếu không sẽ không có học phí cho 2 năm cuối. Lại còn cả những cái phí sinh hoạt khác nữa. Em trai và em gái của cậu thì ngược lại, tụi nó sống rất thoải mái và dễ chịu. Em trai Tiêu Trí Quy thi đỗ vào trường hạng 3, học phí 1 năm là 1 dạng 3. Tiêu Hải không than vãn lấy một câu, lại còn vui vẻ mời bạn bè thân thích đến ăn cơm. Em gái Tiêu Mật Kỳ thì thi đỗ vào trường hạng 2. Tiêu Hải lại càng sung sướng hơn, mua cho cô vô số quà cáp. Sau đó vui tươi hớn hở mà đưa cả hai đến trường đại học. Năm nay cũng đã học năm thứ 3.
Trước đây, Tiêu Dĩ Thư thi đỗ vào trường trọng điểm của hạng nhất. Sau khi thi lại mà thành tích vẫn cứ xuất sắc như vậy, nhưng kết quả thì sao chứ? Tục ngữ có câu: có gì ghẻ còn có cha dượng. Có lẽ chính là cái tình cảnh giống như Tiêu Dĩ Thư vậy. Tiểu Thư à, tối nay mày về nhà một chuyến đi, ba có chuyện muốn nói với mày đó. Ngữ khi của Tiêu Hải có một chút ra lệnh. Mấy năm nay Tiêu Dĩ Thư lập phải nghe cái câu này không biết bao nhiêu lần, cậu cực kỳ chán ghét, nhưng mà lại không thể nào không nghe được. Dù sao thì đối phương cũng là ba của cậu. Ba không tốt với con, mọi người lại còn có thể tán dóc nó với nhau. Nhưng mà con mà không tốt với ba thì mọi người sẽ không chỉ là tán dóc đơn giản như vậy đâu. Sau này cậu lại cũng chẳng cần làm người nữa. Ba, có chuyện gì vậy chứ? Kêu mày về thì mày cứ về đi, nói nhiều như vậy làm gì chứ. Phải rồi đó, hôm nay còn có khách đến nhà chơi đó. Mày ăn mặc cho tử tế vào ngày chưa? Mua chút thuốc lá hay là rượu chè về đi. Còn nữa nè, sắp đến là sinh nhật của Mặc Kỳ rồi đó. Mày đừng có mình quên mua quà cho nó ngày chưa. Cũng đừng có mang mấy cái thứ đồ rẻ tiền về. Nó là con gái, phải ăn mặc trang điểm đẹp một chút, biết chưa? Tiêu Hải dặn dò. Nè, đừng có mặc à không như vậy chứ, nhớ cho kỹ đó. Dạ, con nhớ rồi. Mày yên tâm đi. Nhớ nghe chưa, đừng có muộn quá đó. Miễn cho mọi người là phải chờ mày. Nếu được á, thì mày xin nghỉ một buổi đi, cũng là có thể rảnh rỗi đi mua đồ. Dạ, con biết rồi. Cúp điện thoại, Tiêu Dĩ Thư thở dài. Tiền lương mà mấy hôm trước vừa nhận xong, chắc là phải dùng hết rồi. Cũng không có phải là cậu không có tiền. Lê Cẩn chỉ hận là không thể nào dâng hết tài sản của anh đến trước mặt của cậu để có thể biểu đạt chân tình. Nhưng Tiêu Dĩ Thư thì lại cảm thấy Tiêu Hải là ba của cậu, cậu là phải hiếu kính. Nhưng mà Tiêu Hải không có ân sinh thành đối với Lê Cẩn. Chung quy cậu cũng là không có tiền để mà dùng tiền của Lê Cẩn để trợ cấp cho nhà của mình. Lê Cẩn không ngại, nhưng mà cậu để ý, trong lòng của cậu vẫn rất là bài xích cái gia đình mà cậu lớn lên kia. Ở đó căn bản là không có chỗ của cậu. Không sai, Tiêu Dĩ Thư và Lê Cẩn là một đôi. Hơn nữa, từ đầu năm nay, hai người đã sang Mỹ để đăng ký kết hôn. Nhưng vì rất nhiều nguyên nhân, chuyện này vẫn là chưa được công bố ra bên ngoài. Hầu như tất cả mọi người ở trên thế giới này đều tưởng rằng Lê Cẩn vẫn là một người đàn ông độc thân, hoàng kim. Nè, tới giờ là buổi chiều đó. Tiêu Dĩ Thư nhận được một tin nhắn. Tiểu Thư à, tao nên ăn gì chứ? Hôm nay anh có thời gian rảnh đó. Em muốn ăn gì, anh cũng làm cho em cả. Lê Cẩn gửi tới. Tiêu Dĩ Thư trả lời. Không được rồi, hôm nay làm phải đến nhà ba của em đó. Nói là có khách đến chơi, ăn tối xong mới về được đó. Lê Cẩn trả lời. Trời ơi, nè, lại không ăn tối cùng với anh sao chứ? Thương của anh nào, em ăn xong á sẽ cố gắng về sớm thôi. Nè, dành báo chú Trương đưa đi nghe chưa? Rồi chú ấy lại đêm về. Được. Sao vậy chứ? Không hôn anh một cái à? Cút đi. Trời, anh không thể nào sống nổi nữa rồi. Cô đệ thật vô vọng mà. Tiêu Dĩ Thư không trả lời. Mọi người Tiêu gia đều tưởng rằng Tiêu Dĩ Thư là phải thuê nhà ở ngoài. Nghe nói điều kiện cũng là không tốt, với lại hơn nữa là còn thuê cùng với người khác. Năm ngoái thì đúng là như vậy, nhưng mà có điều sau khi kết hôn với Lê Cẩn rồi, Tiêu Dĩ Thư đã về ở cùng với Lê Cẩn ở trong căn biệt thự rồi. Đương nhiên đây chính là một bí mật. Tiêu Dĩ Thư hoàn toàn là không muốn nói với cái người nhà của mình. Dạng nhất nếu như để cho bọn họ biết được chân tướng của sự thật, dựa theo cái mức độ hiểu biết của bọn họ của cậu, thực sự thì có thể tưởng tượng được cậu và Lê Cẩn sẽ phải gặp những cái thứ phiền toái như thế nào. Tiêu Hải kêu Tiêu Dĩ Thư tốt nhất là nên xin nghỉ một buổi. Thế nhưng Tiêu Dĩ Thư lại vẫn làm việc cho đến lúc hết giờ mới đi. Cậu là phải mua mấy cái thứ trên đường về nhà mới có thể lấy lòng. Thuốc lá và rượu ngon thì đến cửa hàng chuyên bán thuốc lá và rượu là được rồi. Còn về quà cho Tiêu Mật Kỳ, cậu biết rằng cái cô em gái này thích hàng hiệu nhất, cậu mua túi xách cái loại mới cho cô có lẽ là được đi. Ra khỏi công ty chưa được bao lâu, Tiêu Dĩ Thư đã thấy xe riêng của Lê Gia. Làm phiền chú rồi, chú Trương. Tiêu Dĩ Thư ngồi vào xe xong thì
thì tỏ ý là muốn đến mấy cái cửa hàng cách công ty không xa để mà mua đồ. Nè, Lê Tổng đã giúp cho cậu chuẩn bị xong hết rồi, đều là trong cốp xe đằng sau đó. Tài xế Trương Khải cười nói, mua hết rồi sao? Tiêu Diệp Thư hơi lơ mơ, cậu chỉ nói là về nhận cơm thôi mà, chứ đâu có nói cái gì khác đâu. Thư ký Từ cùng với tôi đi mua đó, thuốc lá nè, rượu và các loại quà cáp đều có đủ cả. Cậu cứ gì yên tâm đi. Trong vòng nửa năm nay, Tiêu Diệp Thư đã về nhà 3 lần, lần nào cũng là do Trương Khải đưa đi. Mỗi lần mà cậu về đều mua rất nhiều đồ. Tuy là cậu không nói, nhưng mà Trương Khải thì nói hết với Lê Cận. Đương nhiên Lê Cận đều biết rõ. Tuy rằng tạm thời cái chuyện của anh và Tiêu Diệp Thư không có thể nào công khai ra được, nhưng anh lại luôn cảm thấy mình cũng nên hiếu kính cha mẹ của người thân của cậu, cho nên lần này đã cho người chuẩn bị một chút quà cáp đơn giản. Tiêu Diệp Thư không thể nào nói rõ cái cảm xúc ở trong lòng của mình hiện tại là gì. Tuy rằng là thấy hơi ngại, nhưng mà cũng rất vui mừng. Vì thế cô gọi điện thoại cho Lê Cận. Alo, Tiêu Thư sao? Điện thoại chỉ mới có một tiếng chuông thôi đã được bắt máy. Giọng nói dịu dàng êm tai của Lê Cận truyền đến. Tan tầm chưa? Lúc trước vì nghĩ là sắp phải gặp người nhà cho nên tâm tình không tốt cho lắm, nhưng bây giờ đây khi nghe thấy cái chất giọng của Lê Cận, Tiêu Dị Thư lại cảm thấy dễ chịu hơn hẳn rồi. Không đâu, nè, em không về nhà cùng với anh, anh chỉ còn biết là tăng ca thôi. Thôi được rồi, em sẽ cố gắng về nhà sớm mà. Anh đó, nhớ cơm đúng giờ, đừng làm việc vất vả quá. Hai người cứ lai nhai lại nhả suốt trên đường đi như vậy. Lúc mà xe sắp đến gần nhà của Tiêu Dĩ Thư mới cúp điện thoại. Lê Cận đúng là nói rất nhiều, cậu nói thầm ở trong lòng. Nè, dừng ở đây đi. Tiêu Dĩ Thư bảo Trương Khải dừng xe ở cái chỗ cách cửa tiểu khu của nhà mình một đoạn. Chiếc xe này thực sự là rất bắt mắt, cậu không có muốn để cho người nhà hay là hàng xóm nhìn thấy. Đến khi đó người ta hỏi cậu có quan hệ như thế nào đối với cái xe này, cậu thực sự là không biết phải giải thích ra sao nữa. Lúc mở cốp xe ra lấy quà, Tiêu Diệp Thư bị dọa cho sợ. Sao mà lại nhiều như thế này chứ? Trương Khải vừa giúp lấy quà ra lại nói cho cậu biết là quà nào mua cho ai, tránh cho cậu mang quà về mà không có biết là phải đưa cho người nào. Nè, sao lại mua nhiều như vậy chứ? Tiêu Diệp Thư hơi hắc tuyến. Phần lớn quà cáp đều là rất đắt tiền, dựa vào cái số tiền lương bình thường của cậu có lẽ là 2-3 tháng cũng không mua nổi. Cậu mua được đồ mang về nhà đã là có một chút mặt mũi rồi, nhưng mà nghĩ đến mấy cái người ở trong nhà, Tiêu Diệp Thư lại cảm thấy đau đầu. Mang cái số quà này về nhà, thế nào là cũng bị mọi người tưởng rằng cậu kiếm được rất nhiều tiền, sau này lại còn muốn đòi cậu, chắc chắn sẽ không có thể nào nể nang và kiên dè gì cả. Nhưng mà có điều, nếu như là ý tốt của Lê Cận, Tiêu Diệp Thư vẫn là ngoan ngoãn mà xách hết mọi thứ trong tay. Ai da, cứ coi như là phúc lợi được phát nhân vào cái dịp mùng 1 tháng 5 đi. Nó vừa dặn mấy hôm trước chính là cái ngày nghỉ mùng 1 tháng 5. Nếu như nó đúng là dùng cái phí mua hàng của công ty để phát mà mua, chắc cũng là vượt qua được. Tiểu Thư à, đã về rồi đấy à. Người đang nói chính là một bác gái sống cùng Tiểu Khô đối với Tiêu gia, tên là Quách Vân Phương. Bà thấy Tiêu Dĩ Thư xách cái túi lớn túi nhỏ về, bèn bắt quái mà tiến đến gần xem đó là cái thứ gì. Ôi trời, toàn là đồ tốt cả thôi, ở ngoài mà kiếm được nhiều tiền lắm hả con? Gì Quách à? Tiêu Dĩ Thư cười cười cho hỏi. Ít khi nào về nhà cho nên cho mua nhiều một chút. Dạo này sức khỏe sao rồi chứ? Dạ dày của cái bà dì này vốn là không được tốt cho lắm, hàng xóm láng giềng ai ai cũng biết. Khỏe lắm đó. Con trai à, dì đã tìm được một bác sĩ rất là giỏi. Được con trai của mình hiếu thuận, Quách Vân Phương cực kỳ đắc ý. Con trai cho bà rất là nhiều tiền để mà chữa bệnh, gặp ai bà cũng khoe. Vậy sau này dì có thể hưởng phúc rồi. Quách Vân Phương thích nghe những cái câu như vậy lắm, trong lòng thì vui sướng như thế nào khỏi cần phải bàn đi. Nhưng mà có điều không phải là vì Quách đói cháu đâu. Nhưng Tiểu Thư à, cháu mua đồ nhiều như thế này á là nhiều quá đó.
cháu xách nhiều đồ về nhà như vậy, nhưng mà chưa chắc về mấy người đó, người nhà của cháu đó, đã nói tốt cho cháu đâu. Nói xong, Quách Phương Phương đến gần, rồi nói nhỏ. Dì nói thầm với cháu nghe chưa? Chắc là khoảng mấy ngày nữa, cái căn nhà kia của nhà cháu cũng được sang tên đó. Bà của cháu nói là cho cái thằng Trí Quy đó. Về cái chuyện này của Tiêu gia, toàn bộ cái tiểu khu này đều biết cả. Không ít người đều rất thông cảm cho Tiêu Di Tư, một người cha bất công giống như là Tiêu Hải, đúng là hiếm gặp. Tiêu Di Tư nhớ mày, cho tới bây giờ cậu chưa từng nghe Tiêu Hải nhắc đến cái chuyện này. Cũng là không có phải là cậu thèm muốn gì nhà cửa, cậu căn bản là chưa từng vọng tưởng về cái loại chuyện này. Địa vị nhà ở của cậu đã là như vậy rồi, nhất định cái căn nhà đó sẽ không đến lượt của cậu lấy. Nhưng cậu lại không ngờ nó lại có thể tiến triển nhanh đến như vậy. Trí Huy vẫn là còn đi học mà. Tiêu gia ở ngay trên tầng 5. Đây là một tiểu khu cũ. Nhà cao nhất là ở tầng 6. Không có thang máy. Đèn điện ở hành lang cũng rất là mờ. Nhưng mà có điều tuy rằng là sơ sài, nhưng cũng coi như là sạch sẽ. Ngay cạnh tiểu khu chính là đồn công an, cho nên tình hình trị an cũng là khá tốt. Tiêu Dĩ Thư lên trên tầng, gõ cửa mấy cái. Không được một lát đã mở cửa ra, là Quý Cần ra mở, cũng chính là mẹ kế của Tiêu Dĩ Thư. Lúc ra mở cửa, Quý Cần liếc xem Tiêu Dĩ Thư đang xách cái thư gì trong tay trước. Sau khi mà thấy được một đống túi lớn túi nhỏ, mới cười cười nó nói. Nè, mau vào nhà đi con. Mẹ. Tuy rằng Tiêu Dĩ Thư không có thân thiết gì đối với cái người mẹ kế này, thế nhưng ở bề ngoài vẫn là phải nể mặt. Lúc mà Tiêu Hải tái hôn, tuy rằng cậu đã 4 tuổi rồi, nhưng đó là cái tuổi mụ. Thực chất cậu còn chưa đầy 3 tuổi. Khi ấy Tiêu Hải kêu cậu gọi Quý Cần là mẹ, cậu thì lại không có hiểu gì hết trơn, cho nên cứ như vậy mà gọi. Hiện giờ đương nhiên không có thể nào tùy tiện mà thay đổi rồi. Tiểu thư đã về nhà rồi nè. Tiêu gia không lớn, không có huyền quang, vừa vào cửa là thấy ngay chính là phòng khách. Tiêu Hải ngồi nói chuyện với khách, nhìn thấy con trai của mình mang nhiều đồ như vậy về nhà, tất nhiên là cảm thấy rất có thể diện ở trước mặt của khách, tâm tình cũng là tốt hơn. Vốn đang tức về Tiêu Dĩ Thư về muộn, nhưng mà giờ đây khi nhìn thấy nhiều đồ như vậy sẽ không nói ra miệng. Ba. Tiêu Dĩ Thư để hết quà cáp lên trên ghế sofa ở trong phòng khách. Đây là chú Lưu. Tiêu Hải giới thiệu đơn giản với Tiêu Dĩ Thư. Tiêu Dĩ Thư ngoan ngoãn để mà chào hỏi. Tiêu Hải không nói với cậu cái ông khách này đến đây để làm gì, cậu cũng là không có hỏi nhiều. Nè anh à, anh muốn quà cho em chưa chứ? Lúc này Tiêu Mật Kỳ lao ra khỏi phòng tựa như một cơn gió. Vừa nãy Tiêu Dĩ Thư thấy Quý Cần vào phòng của Tiêu Mật Kỳ, có lẽ là đi gọi cô. Hôm nay chính là thứ 6, cho nên Tiêu Mật Kỳ về nhà. Cô và Tiêu Trí Huy đều học đại học ở bản địa. Tiêu Dĩ Thư cảm thấy là hơi mỉa mai một chút. Bình thường em gái của cậu hầu như không có gọi anh là cậu, là anh. Hồi nhỏ luôn gọi cậu là này 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 này. Sau này thì cậu đi làm rồi thì mới tốt hơn được một chút. Bởi vì có tiền lương, thi thoảng là có mua quà về nhà. Cứ mỗi lần nhận được quà, hai anh em này mới có thể tỏ ra cái vẻ thân thiết một chút. Nhất là Tiêu Mật Kỳ, nghe tưởng hầu như là không hề nhìn cậu bằng cái sắc mặt dễ chịu gì cả. Đương nhiên mua rồi. Không có phải làm sách đến sinh nhật của em hay sao chứ? Đồ trang điểm và túi sách đều có đó. Tiêu Dĩ Thư lấy quà cho Tiêu Mật Kỳ từ trong một cái túi lớn. Một chiếc túi sách hàng hiệu, một bộ đồ trang điểm, đều là sản phẩm của Lê Thị, với lại hơn nữa còn là sản phẩm đẳng cấp quốc tế. Hai cái thứ tốt như thế này là phải hơn đến tận mấy nghìn. Tiêu Mật Kỳ nhìn thấy cái bộ đồ trang điểm và túi sách kia, thích không rời tay được. Cô biết Tiêu Dĩ Thư mới chuyển cái nơi làm việc, nhưng mà thật không ngờ lại có thể quà nhập tốt đến như vậy, lại có thể mua được quà đắt tiền như thế này. Quý Cần tịnh bợ đứng ở một bên nhìn. Tiêu Dĩ Thư cũng lấy quà ra cho bà. Dạ, bộ sản phẩm dưỡng da này là để cho mẹ dùng đó. Ngoài trừ sản phẩm dưỡng da ra, còn có các loại sản phẩm dưỡng sinh khác. Mặt khác còn là cả quà cho Tiêu Hải và Tiêu Trí Quy. Còn lại chính là thuốc lá và rượu mà Tiêu Hải chỉ định.
toàn là cái loại vô cùng đắt tiền mà thôi. Ai ai cũng có quà, cho nên tâm tình mọi người đều rất là tốt. Tiêu Chí Huy cũng được Tiêu Mật Kỳ gọi ra bên ngoài. Lúc mà cậu ta nhìn thấy quà, thái độ đối với Tiêu Dĩ Thư là tốt hơn rất nhiều. Tiêu Hải Dung định hỏi tại sao Tiêu Dĩ Thư dùng nhiều tiền như vậy để mua quà, nhưng vì đang có khách cho nên ông ta nhìn xuống. Tiêu Dĩ Thư cảm thấy chắc là cái vị khách này rất quan trọng. Bữa tối có rất nhiều thức ăn trên bàn cơm. Tiêu Hải và đối phương nói chuyện cực kỳ vui vẻ. Đến cả Quý Cần, bình thường là không có dễ nhiệt tình, cũng đã thường xuyên cười tươi, khen ngợi. Nè, chú Lưu nè, cái chuyện của Trí Quyền nhà anh đều nhờ cả vào chú đó. Có vậy là Tiêu Hải uống hơi nhiều rồi, mặt đỏ bừng lên, giọng nói cũng cao hơn mấy phần, mang cái dáng vẻ giống như một người anh tốt đối với Lưu Bân. Yên tâm đi, anh cứ giao cho em. Lưu Bân cũng lại không cá hơn Tiêu Hải là bao nhiêu. Rượu mà hai người đang uống là rượu ngon Tiêu Dĩ Thư vừa mua về. Ông ta uống mấy ly giờ đã hơi lão đảo. Bữa cơm này ăn mất hơn một tiếng. Tiêu Dĩ Thư ngồi nghe hồi lâu mà vẫn không hiểu nó rốt cuộc là có chuyện gì. Tiêu Tri Quy vẫn chỉ là sinh viên, nhưng mà có chuyện gì cần người ta giúp đỡ chứ. Nhưng cậu không hỏi nhiều, chỉ im lặng mà ăn cơm. Ăn xong lại tán gẫu mấy câu. Sắp đến 8 giờ, Lưu Bân mới rời đi. Quý Cần còn gọi một chiếc taxi cho ông ta, mặt khác lại còn tặng ông ta hai hộp thuốc lá và một chai rượu, cũng chính là cái thứ mà Tiêu Dĩ Thư mua về. Ba, chú Lưu đến đây để làm gì vậy chứ? Tiêu Dĩ Thư không có nén được hiếu kỳ. Không phải là Trí Quy nó sắp tốt nghiệp rồi sao? Chỗ của chú Lưu có cửa vào đó. Nửa năm sau này Trí Quy là lên năm 4 là có thể thực tập rồi, là một công ty lớn đó. Tiền lương chứ là không thấp đâu. Tiêu Hải chỉ cần nghĩ đến cái chuyện này là tâm tình tốt lên hẳn. Tiêu Dĩ Thư hiểu rõ mà gật gật đầu. Tìm được công việc thì tặng quà, mời ăn cơm cũng là bình thường thôi mà. Phải rồi đó. Dạo này bọn mày được tăng lương hay sao? Sao mà mua đồ nhiều như vậy chứ? Tiêu Hải đã uống cốc nước, đọc tỉnh táo hơn một chút. Chính là dù một tháng năm công ty phát không ít phiếu hàng đó. Quý Cần ngồi một bên nghe thấy có một chút bất ngờ. Tiêu Hải cũng lại không vui. Nè, thế sao? Vào cái mùng 1 tháng 5 tao lại không có thấy mày nói gì vậy chứ? Được phát phiếu mua quà là không biết đường mang về nhà một ít hay sao? Nếu như mà hôm nay tao không có gọi điện thoại cho mày, có phải là mày không nghĩ đến cái chuyện mua đồ về nhà hay không chứ? Thật uổng công, tao nuôi mày lớn đến như thế này mà, cho đến tận bây giờ mày sống sung sướng rồi thì không biết là hiếu kính với tao hay sao chứ? Tiêu Hải uống rượu xong lại càng không biết chừng mực gì cả, mắng Tiêu Dĩ Thư liên tục hơn tận nửa tiếng. Tiêu Dĩ Thư cũng im lặng mà nghe chứ không hề cãi lại. Kinh nghiệm trước đây nói cho cậu biết, bất kể là cậu cãi lại như thế nào thì cũng chỉ là vô ích mà thôi. Không bằng cứ im lặng mà nghe mắng đi, để cho Tiêu Hải mắng xong là được rồi. Không thì có lẽ sẽ không chỉ làm mắng đơn giản như vậy đâu, có khi là còn bị đánh nữa. Tiêu Hải mắng lâu như vậy mà vẫn không có dừng. Quy Cần đẩy đem ta. Nè, thôi được rồi chứ, uống nhiều rượu một chút là nói nhiều hả? Không có phải là tiểu thư nó đã hiếu thuận với ông rồi hay sao? Tiêu Dĩ Thư nghe thấy thì nhướng mi. Quả nhiên là có việc mới gọi cậu về nhà. Mấy lần trước về nhà được kêu cậu đưa tiền, không có phải là mua bảo hiểm thì là mua thứ khác, dù sao cũng chính là đưa tiền. Có lẽ là cái lần này cũng không ngoại lệ. Nếu không thì sao cái bà mẹ kế này của cậu lại nói hô cậu ở trước mặt của Tiêu Hải chứ? Tiêu Hải được Quý Cần nhắc nhở như vậy, ông cũng nhanh chóng mà tỉnh táo lại. Quả thực thì hôm nay ông ta uống say hơi nhiều, suýt thì đã quên đi cái chuyện chính rồi. Họ khàn mấy cái xong, Tiêu Hải đến cái chuyện mà ông ta gọi là cái chuyện chính. Nè, sắp tới trong nhà này định sẽ sửa sang lại đó. Muốn cái người con đã đi làm là Tiêu Dĩ Thư có thể bỏ ra một chút sức lực. Thực ra thì cũng chính là tiền mà thôi. Tiêu Hải vừa mở miệng đã đòi đến tận 5 vạn. Tiêu Dĩ Thư cũng là phải tức quá mà cười lại. Cậu đi làm còn chưa có được 2 năm mà, trước đây tiền lương ở cái chỗ làm cũ cũng chỉ là 2000 thôi. Bây giờ
thì chính là 5.000. Tiền thuê nhà ở ngoài cũng giống như là chi phí phát sinh, đều là cần đến tiền. Người nhà của cậu đâu có phải là không biết chứ. Sau khi đi làm, bao nhiêu tiền lương và tiền thưởng cộng lại tất cả cũng mới được có 60 vạn mà thôi. Mỗi lần về nhà đều là phải có túi lớn túi nhỏ, mặt khác lại còn phải cho tiền. Vậy là hơn nữa bình thường cũng là phải chi tiêu. Cho dù là có tích góp đến mức nào đi chăng nữa là cũng không có đủ đến 5 vạn. Tiêu Dị Thư lại càng kiên định hơn. Tuyệt đối cậu sẽ không có để cho người nhà biết quan hệ của cậu và Lê Cẩn. Mình không có tiền, mà lúc nào thì cũng bị nghĩ đến như thế này. Lê Cẩn nhiều tiền như vậy, thực lực không biết những người này khi mà biết được sẽ gây sức ép tới mức nào nữa đây. Bà cũng biết là tiền lương của con mới chuyển chỗ làm chưa được bao lâu mà. Vậy là bình thường cũng là phải chi tiêu rất là nhiều đó. Trong tay không hề có tiền đâu. Tâm tình của Tiêu Diệt Thư cực kỳ bất ổn. Cậu nhớ tới những cái lời mà Quách Phân Phương vừa nói với mình lúc về. Cái căn nhà này sẽ nhanh chóng được sang tên. Không có phải là cậu muốn có cái căn nhà này, nhưng thực lực không thể ngờ trước khi sang tên, mấy cái con người này lại còn bắt cậu phải trả tiền. Đây chỉ là cha ruột hay sao chứ? Thật là thiên vị đến độ là không còn phân biệt gì nữa rồi. Ba, không phải căn nhà này giờ đang rất tốt hay sao chứ? Sao đột nhiên lại muốn sửa sang lại? Sau đó Tiêu Diệt Thư mới biết rốt cuộc là có chuyện gì. Thì ra là Tiêu Trí Huy có bạn gái học cùng trường. Cái nhà của bé kia là có vẻ là khá có tiền. Hai người yêu đương cũng là rất được. Nói là đợi đến khi mà tốt nghiệp xong sẽ kết hôn. Tiêu Trí Huy nói nghỉ hè sẽ đưa bạn gái của mình về nhà ra mắt người nhà. Nhà bạn gái thì giàu có, nhưng mà nhà của Tiêu gia thì đã cũ rồi. Sợ rằng đối phương sẽ không thích, cho nên muốn sửa sang lại một chút. Thực ra thì Tiêu Hải chỉ là một phần mà thôi. Sự việc căn bản là không có hề đơn giản như vậy. Đúng là nhà của cái cô bé kia có điều kiện rất là tốt. Có nhà riêng, có xe riêng, cho nên cũng hy vọng con gái của mình tìm được một người có nhà, có xe. Nhưng mà không được thì tối thiểu cũng là phải có nhà riêng. Tiêu Trí Huy thì lại không có gì hết, cho nên vì thế quyết cần mới xúi dục bảo Tiêu Hải sang tên cái căn nhà này. Xưa này Tiêu Hải rất là yêu thương cái cậu con trai này, làm gì mà có cái chuyện không đồng ý cơ chứ. Ngoài ra lại còn muốn lấy cái số tiền sửa nhà từ Tiêu Diệt Thư. Không thì bạn gái của con trai đến đây thấy được cái căn nhà này cũ kỹ, nhà bọn họ sẽ chẳng có mặt mũi nào hết. Tiêu Hải đã nghĩ xong xuôi tất cả rồi. Ông đã vất vả mà nuôi Tiêu Dĩ Thư lớn lên như thế này. Hiện giờ cậu cũng đã đi làm mà kiếm được nhiều tiền, đền ơn cả nhà cũng là đương nhiên thôi. Ông ta là cha tất nhiên là chả có cái gì để mà phải áy náy cả. Không thì nuôi cậu lớn để làm cái gì chứ. Thế nhưng đối với con trai nhỏ kia, ông ta hoàn toàn là mang một cái dáng vẻ khác, dáng vẻ của một người cha hiền từ, cũng hoàn toàn là không hề có thấy cái vấn đề gì cả. Ông ta luôn không thích con trai cả Tiêu Dĩ Tư này. Không hiểu sao cái đứa trẻ này không thể nào thân thiết với ông ta nổi. Ông ta nhìn thôi cũng đã cảm thấy phiền. Nếu ở trong nhà này không có chuyện gì, ông ta chưa bao giờ biết gọi điện thoại quan tâm và hỏi hàng con trai cả là gì. Tất nhiên cái chuyện sang tên hiện tại là không thể nào nói cho Tiêu Dĩ Tư biết. Tuy rằng là sau này chắc chắn Tiêu Dĩ Tư sẽ biết thôi, nhưng mà bây giờ thì không thể nào nói ra. Không thì làm sao mà có thể lấy được tiền từ cậu để sửa lại nhà chứ. Trong mắt người Tiêu gia, Tiêu Dĩ Thư là bánh bao, nhưng mà không có phải là thằng ngốc. Nếu như biết mình không có được nhà lại còn phải bỏ tiền ra, chỉ cần là người có đỡ một chút thôi đều không làm cái việc này. Bọn họ đều không biết Tiêu Dĩ Thư đã biết được cái chuyện sang tên căn nhà đó. Đó là một lần Tiêu Hải uống rượu cùng với hàng xóm không cẩn thận nên đã lỡ miệng mà nói hết ra. Hiện giờ chỉ cần là mọi người hơi bắt quá một chút thôi đều là biết cả. Quý Cần thì lại dùng cái cách khác để biểu đạt. Bà ta cau mày rồi buồn rầu nói: "Hey, Tiểu Thư à, cũng tại là trong cái căn nhà này không còn cái cách nào khác cả. Con xem thử coi có thể vay mượn của đồng nghiệp hay không chứ. Bao giờ trong nhà có tiền mẹ sẽ trả lại cho con mà." Tiểu Hải nghe xong thì lại phát quả: "Bà nói cái gì vậy chứ? Tôi nuôi nó lớn lên như thế này rồi,
giờ hỏi nó một ít tiền thôi mà còn phải trả hay sao? Nó là con của tôi mà, chẳng lẽ lại cũng muốn làm chú nợ của tôi hay sao? Nói gì thế chứ? Nè, tiểu thư là người như vậy à? Nguyễn Cần có một cái vẻ trách cứ Tiêu Hải, sau đó lại nói với Tiêu Dĩ Thư. Thôi, con đó, đừng có nghe ba của con ông nói linh tinh. Ông ấy cứ uống nhiều như một chút là như vậy hả? Mẹ biết là tiểu thư rất ngoan mà, trong nhà của con đang gặp khó khăn đó. Nè, con nghĩ coi, có thể giúp một chút được không chứ? Ba của con ông vốn là hồ đồ mà, con đừng có để ý tới ông ấy nữa. Tiêu Dĩ Thư cười lạnh ở trong lòng. Quý Cần luôn luôn thể hiện một cái vẻ bề ngoài rất là cá, phối hợp với Tiêu Hải để cho một người đóng vai chính diện, một người đóng vai phản diện. Người ngoài không hiểu rõ nguyên do, có lẽ là xong khi mà nghe rồi cũng sẽ oán giận cậu là không hiểu chuyện nhất. Ba, con thật sự là không có tiền đâu. Những lần trước ba muốn con cho tiền, không có lần nào con không cho cả. Con mới đi làm một thời gian ngắn như vậy thôi, lấy đâu ra nhiều tiền như thế chứ? Tiêu Dĩ Thư đâu có ngu ngốc chứ. Những lần trước cho tiền và cái lần này cho tiền không hề có bản chất giống nhau. Trước kia con có thể coi như là hiếu kính ba của mình, nhưng mà cậu không có cái lý do gì để mà phải trả tiền cho Tiêu Trí Huy. Có cho tiền thì cái thằng nhóc kia nó cũng là không có biết ơn cậu, có khi lại còn cười nhạo ở sau lưng của cậu cũng nên. Nè, vậy thì mày hỏi gia đồng nghiệp một ít đi, cũng là đâu có nhiều nhặn gì chứ. Sau một thời gian thì trả lại cho tụi nó là được rồi. Tiêu Hải cảm thấy cái ý của Quý Cần cũng rất là hay. Chờ đến khi mà tiền nằm ở trong tay rồi thì còn cái gì mà trả hay là không trả chứ? Bà hỏi con trai một ít tiền lại còn phải trả hay sao chứ? Nhất định sẽ bị người ta cười rụng răng cho mà coi. Hey, bề ngoài thì Tiêu Dĩ Thư vẫn cứ là bình tĩnh, nhưng mà trong lòng thì cười lạnh liên tục. Thật đúng là một cái ý rất là hay, bảo cậu đi vay tiền để sửa lại nhà cho Tiêu Trí Quy, xong rồi cậu lại còn phải trả tiền. Gõ những cái thủ đoạn của Quý Cần bao giờ cũng là lợi hại nhất. Tiêu Hải chính là một khẩu súng, chỉ vào đâu sẽ bắn trúng cái chỗ đó. Cũng là vì vậy mà hồi nhỏ mình đã phải chịu không ít thiệt thòi. Bà cũng biết con đó, không bao giờ đi vay tiền của người khác mà. Con vừa mới chuyển chỗ làm đó, nếu như đi vay tiền thì đồng nghiệp sẽ có cái ảnh hưởng không tốt với con đó. Với lại hơn nữa, mọi người cũng đã đâu có thân quen cho lắm đâu, có lẽ họ sẽ không cho con vay đâu. 5 vạn nó không phải là một số tiền nhỏ mà ba. Tiêu Dĩ Thư quyết đoán mà bác bỏ đi cái đề nghị của Quý Cần. Bình thường sẽ hay đòi tiền ở trong tay của cậu thì thôi đi, bây giờ lại còn muốn cậu làm ra cái loại chuyện y như là coi tiền như rác. Cậu bị người nhà căm ghét đến mức độ nào đây chứ? Mệt cho bọn họ nghĩ ra được. Tiêu Hải cảm thấy Tiêu Dĩ Thư từ chối đương nhiên là không vui. Vừa đến nỗi nóng lên thì Quý Cần lại lên tiếng. Bà âu sầu mà hỏi Tiêu Dĩ Thư. Vậy tiểu thư à, bây giờ con có bao nhiêu tiền ở trong người chứ? Bao nhiêu cũng được mà, còn lại mẹ sẽ thử vay đồng nghiệp để mà xem. Quý Cần làm kế toán có điều không có phải là đơn vị gì lớn cả, chỉ là bà làm kế toán ký hợp đồng ở trong nhà ăn của một trường trung học gần đây. Công việc rất là đơn giản, lương một tháng là 2.500, là một công việc vô cùng nhàn hạ. Tiêu Hải là chủ nhiệm phân xưởng trong một xí nghiệp tư nhân, tiền lương một tháng là 4.200. Dạ, tiền lương là mới phát tháng này con đã dùng để mua rượu và thuốc lá rồi, trong người chỉ có 1.200 thôi. Tiêu Dĩ Thư định giảm nghèo cho đến tận cùng, trong người chỉ còn lại có 1.200, cậu lại còn phải ăn cơm nữa. Nếu như hai cái con người này muốn đòi hỏi cậu, vậy thì thực sự là không còn gì để mà nói nữa rồi. Tiêu Hải định nói cái gì đó, có điều lại bị Quý Cần đẩy, cho nên thôi. Cũng là không thể nào cãi nhau thành ra bế tắc với con trai của mình được. Trước đây, chỉ cần là ông ta mở miệng, cho dù như thế nào thì con trai cũng sẽ cho tiền. Lần này là không cho, có lẽ thực sự là không có rồi. Nếu thực sự là không muốn cho thì hôm nay sao có thể mua nhiều đồ về như thế này chứ? Tiêu Hải càng nghĩ lại càng cảm thấy có lý. Thật ra thì cũng không có phải là trong nhà không có tiền, tiền để sửa sang lại thì vẫn là đủ đó. Nhưng mà có điều, cái số tiền đó
đều là để dùng cho cái đám cưới sau này của Tiêu Trí Huy. Ông ta không có nỡ dùng đến. Mà thôi bỏ đi, chờ khi mà tháng sau con trai được phát lương rồi nói tiếp đi. Cứ dùng cái tiền ở trong nhà đã, đến lúc đó thì nó đã đi vay tiền. Chẳng lẽ lúc ấy con trai lại không chịu bỏ tiền ra để mà trả giúp hay sao chứ? Trong lòng tính toán kỹ càng xong, Tiêu Hải cũng lại không có làm khó Tiêu Dĩ Thư nữa. Cùng nói với Quý Cầu mấy câu, quan tâm giả bộ xong rồi kết thúc cái đề tài này. Tình cảm của Tiêu Dĩ Thư đối với hai người này thực sự là không được tốt cho lắm. Nếu như muốn nói chuyện tiếp thì cũng là không biết phải nói cái gì cả. Lúc này, Tiêu Mật Kỳ và Tiêu Trí Huy từ trong phòng đi ra. Nhất là Tiêu Mật Kỳ, tươi cười rạng rỡ rồi ngồi xuống bên cạnh của Tiêu Dĩ Thư. Anh à, anh làm việc ở Lê Thị đó, đã từng gặp Lê Cẩn chưa chứ? Nè, có phải là anh ấy cũng đẹp trai giống như y như trong ảnh hay không chứ? Tiếng tầm của Lê Cẩn hầu như là không có ai mà không biết cả. Anh này còn nổi tiếng hơn nhiều so với rất nhiều minh tinh ở trong giới giải trí. Tất nhiên, Tiêu Mật Kỳ là cũng biết đến. Con gái ở cái độ tuổi như cô, chính là cái lúc mơ mộng về Bạch Mã Hoàng Tử. Anh trai của mình làm việc ngay ở tổng công ty của Lê Thị, đột nhiên đã khiến cho cô cảm thấy mình chỉ cách thần tượng của mình một khoảng rất gần mà thôi. Cảm giác tựa như là vươn tay một cái tôi đã có thể chạm vào vậy. Ừ, đúng là rất đẹp. Tiêu Dĩ Thư hơi chột dạ. Hầu như ngày nào cậu là cũng có thể gặp được Lê Cẩn. Anh à, trước đây anh vào Lê Thị đó bằng cách nào vậy chứ? Anh thấy em có được không đây? Nửa năm nữa thôi em sẽ lên năm 4 đó, đã có thể thực tập rồi. Nếu như anh có cái mối quan hệ nào đó, anh có thể giúp em không? Tiêu Mật Kỳ lắc cái cánh tay của Tiêu Dĩ Thư làm nụm. Cô có cái dáng vẻ rất là ngọt ngào. Nếu như người khác được cô nhõng nhẽo như vậy, có lẽ sẽ đồng ý ngay. Thế nhưng Tiêu Dĩ Thư đã sống cùng với cô nhiều năm như vậy rồi, sao lại có thể không hiểu tính tình của cô được chứ? Lúc mình có tác dụng với cô mới bày ra cái dáng vẻ này mà thôi. Khóe miệng của Tiêu Dĩ Thư hơi run rẩy. Nhìn Tiêu Mật Kỳ thế này, có vẻ là rất thích Lê Cẩn. Trước kia là cậu không biết đấy tôi, hóa ra em gái của cậu lại còn có dạ tâm được gả vào trong nhà giàu. Đúng là mình đã xem nhẹ cô ta rồi. À, anh thì có quan hệ gì được chứ? Anh cũng là mới vào Lê Thị không được bao lâu đâu. Tiêu Dĩ Thư cảm thấy đồng ý với cái việc này chính là một cái phiền toái rất là lớn. Cậu không muốn để cho Lê Cẩn tiếp xúc với người nhà của mình là một nguyên nhân. Một nguyên nhân khác là cậu không muốn làm việc cùng với Tiêu Mật Kỳ. Cậu không có thể nào chịu nổi cái việc suốt ngày là phải ở cùng với cô. Vậy sao chứ? Tiêu Mật Kỳ biểu môi, ngay lập tức tách khỏi Tiêu Dĩ Thư. Tiêu Trí Huy ở một bên cười đói. Mật Kỳ à, em đừng có làm cho anh Tiểu Thư khó xử nữa chứ. Anh ấy chỉ là một viên chức nhỏ thôi, lấy đâu ra quan hệ để chăm đến Lê Thị làm việc chứ? Cũng đúng ha. Tiêu Mật Kỳ nghĩ lại cũng là thấy mình không được tỉnh táo cho lắm. Tiêu Dĩ Thư có trình độ như thế nào, chẳng lẽ cô lại còn không biết chứ? Tuy rằng là học đại học có vẻ là không tồi, nhưng bây giờ làm việc là khó tìm. Trước đây chỉ là một nhân viên trí thức nhỏ nhòi tầm thường, dù là bây giờ đã chuyển chỗ làm rồi nhưng mà vẫn là nhân viên trí thức nhỏ, chỉ là tiền lương thì nhiều hơn một chút, làm gì có cái cách gì chứ. Thế mà mình lại còn trông cậy vào anh ta đó, đúng là hồ đồ mà. Đến 9 giờ rưỡi thì cả nhà giải tán. Tiêu Dĩ Thư nhìn đồng hồ, nói là phải đi. Cũng là không có ai giữ cậu ở lại. Trên thực tế, hiện giờ trong Tiêu gia không có cái phòng nào cho cậu hết. Trong nhà có 3 phòng ngủ, Tiêu Hải và Quý Cần một phòng, Tiêu Mật Kỳ một phòng, phòng còn lại là của cậu và Tiêu Trí Quy. Thế nhưng sau khi mà cậu đi làm rồi thuê nhà ở ngoài, cái căn phòng kia thuận ý đã thành chương hoàn toàn biến thành của Tiêu Trí Quy. Khi mà cậu về nhà ăn Tết mấy ngày, thậm chí lại còn có cảm giác là mình đi ở nhờ. Tiêu Trí Quy còn không cho phép cậu động vào các đồ đạc ở trong phòng. Tiêu Dĩ Thư cũng không quan tâm, cãi nhau với người nhà này thật sự là rất lãng phí thời gian, căn bản chỉ là vô dụng. Mình sống ở ngoài lại còn yên tĩnh hơn, cũng lại không cần là phải nhìn sắc mặt của người ta. Ra khỏi tiểu khu không được bao lâu, Tiêu Dĩ Thư đã thấy một chiếc xe đổ ven đường, Trương Khải đang chờ cậu. Khi Tiêu Dĩ Thư về đến nhà, Lê Cẩn vẫn là đang tăng ca ở công ty. Tối nay Tiêu Dĩ Thư không về ăn cơm, anh dứt khoát là xem lại một dự án. À, Lê Tổng à, anh chưa tối có đúng không chứ?
em đã mua cho anh chút đồ ăn bên ngoài rồi. Lê Cận tăng ca, Từ Ti Ti cũng là chủ động ở lại. Cô luôn là một thư ký rất là tốt, rất cẩn thận bà. Năng lực làm việc cũng đã không tồi. Giả lại không biết nói hai cái loại ngoại ngữ là tiếng Anh và tiếng Pháp. Không thì cái lúc mà Lê Cận xuất ngoại cũng đã không đưa cô đi cần. Tôi biết rồi, cô đi sang một bên đi. Lê Cận không hề ngẩng đầu, vẫn là tiếp tục làm việc. Từ Ti Ti khẽ cắn môi, để cái chiếc túi trong tay sang một bên. Đúng như những cái gì mà các nhân viên nữ khác ở trong công ty nói, quả thực thì cô ả ta có ảo tưởng đối với Lê Cận. Lê Cận xuất sắc như thế, hơn nữa cô lại còn biết rõ Lê Cận không hề có bạn gái. Cô là thư ký được Lê Cận tin tưởng nhất, chắc là sẽ có cái hy vọng rất là lớn. Lê Cận thích cái kiểu phụ nữ cởi mở, tài giỏi, cho nên cô luôn phấn đấu theo cái phương diện này. Còn về cái chuyện của trước kia giữa cô và người khác, cô lại cảm thấy không có gì đáng để mà lo cả. Cũng đâu có phải là xã hội cũ đâu, đây căn bản không có phải là cái chuyện gì to tát hết. Lê Tổng à, chiều nay anh bảo em và ông Trương đi mua đồ đó, là mua cho ai vậy chứ? Từ Ti Ti cố tỏ ra là không để ý, rồi thăm dò. Cuối cùng Lê Cận cũng ngẩng đầu, anh liếc nhìn Từ Ti Ti một cái, rồi lạnh lùng nói: đây chính là chuyện riêng của tôi, cô làm tốt công việc bổn phận của mình là được rồi. Tôi vốn không thích nhân viên can thiệp nhiều vào cái chuyện riêng của tôi đâu, biết chưa? Ngay lập tức, Từ Ti Ti giống như là bị rơi xuống hầm băng. Xin chú thích: theo như tỷ giá mới nhất ở trên website của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, một nhân dân tệ của Trung Quốc bằng với 3.426.092 đồng. Cứ như thế nhân lên 5 vạn sẽ bằng 171.346.000 đồng. Tiền lương một tháng ở trước đây của Tiêu Dĩ Thư chính là 2.000, đồng nghĩa với cái việc chỉ có 6.853.000 thôi. Tiền lương một tháng hiện tại của Tiểu Thư là 5.000, bằng với lại 17.134.600 đồng. Lương lậu như thế này mà bị đòi một phát là hơn tận 171 triệu. Thiệt là không còn gì để nói mà, thật là buồn thay cho Tiểu Thư đó. Nghe được cái ngữ khi lạnh như băng như vậy của Lê Cận, sắc mặt của Từ Ti Ti thực sự là rất không ổn. Nhưng mà có điều Lê Cận không nhìn thấy, vì anh nói xong đã tiếp tục mãi miết với công việc. Từ Ti Ti vốn định sẽ thăm dò tình hình, thế nhưng mà Lê Cận nói như vậy thực sự là không hề cho cô một chút mặt mũi nào cả. Sao cô lại có thể không biết xấu hổ mà hỏi tiếp được chứ? Cho nên đã lặng lẽ mà cắn răng rời khỏi văn phòng của Lê Cận. Từ Ti Ti đã làm việc ở tập đoàn Lê Thị được 6 năm, bởi là vì năng lực xuất chúng. Vào năm thứ 3, cô đã được điều đến làm việc ở tầng trên của Lê Cận. Chưa đầy một năm sau, cô lại trở thành một trong số các thư ký của Lê Cận. Lê Cận có một đặc biệt và đặc trợ: 6 thư ký. Từ Ti Ti chính là người được trọng dụng nhất ở trong số 6 thư ký đó. Cô làm việc rất có bản lĩnh, vì cái phương diện công việc thuộc vào loại hình Lê Cận tán thưởng nhất. Nhưng mà cũng chỉ là ở cái phương diện công việc mà thôi. Cho dù Lê Cận có đưa cô đi công tác cùng, cũng là tuyệt đối không nói gì về đời tư của mình. Nếu như cần mua đồ, chỉ dặn cô là phải mua thứ gì, chứ không bao giờ nói nguyên nhân. Về cái phần mua cho ai thì lại càng không nói với cô. Từ Ti Ti vốn nghĩ rằng hôm nay là thứ 6, phần lớn nhân viên đều đã về nhà rồi. Trên tầng này ngoài trừ bảo vệ và bảo tiêu của Lê Cận ra, chỉ còn lại có 2 người bọn họ mà thôi. Không khí quả thực rất là tốt, không biết chừng lại còn có thể chuyện trò mấy câu với nhau. Nhưng có ai ngờ được đâu, vừa mở miệng ra tôi đã bị bắt bỏ rồi. Từ Ti Ti lạnh lẽo trong lòng, cô không còn ít tuổi nữa. Cho dù là người phụ nữ mạnh mẽ, có thể độc lập, nhưng mà cô không muốn phí phạm thời gian. Trong công ty có rất nhiều cô gái đố kỵ với cô. Cô không được các nhân viên nữ trong công ty đánh giá cao. Nhưng mà kỳ thực, cô chính là một mỹ nhân, rất có khí chất. Ở công ty có rất nhiều người theo đuổi cô. Nhưng mà sau khi làm thư ký cho Lê Cận thì không còn quan tâm vì đến ai khác cả. Con đường thăng chức thuận lợi đã khiến cho cô thấy được hy vọng có thể là được cái ngai vàng tổng tài phu nhân. Năm ngoái, cô chia tay với phó phòng của phòng nhân sự Triệu Tử Văn cũng chính là vì cái lẽ đó. So sánh với Lê Cận, trên bất kể các phương diện nào, Triệu Tử Văn cũng đều kém xa. Từ Ti Ti tự nhủ ở trong lòng: không phải Lê Tổng thực sự là để chuyện của mình với Triệu Tử Văn chứ? Đây chính là cái cảm giác tự nhận thấy bản thân của mình vô cùng tốt đẹp ở trong truyền thuyết đấy. Thực ra thì Lê Cận
không hề có một chút hứng thú nào đối với mấy cái chuyện bát quái ở trong công ty. Đến tận bây giờ, anh vẫn là không biết gì về cái chuyện tình cảm của Từ Ti Ti đối với Triệu Tử Giang. Cũng là chẳng có ai nhàm chán đến mức độ là tán gẫu với anh về mấy cái chuyện bát quái của các nhân viên nữ ở trong công ty cả. Tuy rằng các nhân viên nữ đều say mê anh, nhưng mà kỳ thực mọi người đều rất sợ anh. Năm nào cũng có công ty bị Lê Thị thu mua. Nhìn qua trông Lê Cẩn là một người tài giỏi, nho nhã, nhưng mà con người thì thực sự cũng tương đương với cái kẻ độc ác vậy. Từ Ti Ti tự nhủ thì tự nhủ, nhưng mà cô vẫn luôn có cái niềm tin vào bản thân của mình. Cô tạm thấy rất có thể Lê Cẩn là cái kiểu người mặt lạnh. Dù sao thì cô đã làm thư ký cho Lê Cẩn lâu như vậy rồi, thật sự là chưa từng thấy anh để tâm đến người phụ nữ đâu cả. Phái nữ mà anh tiếp xúc nhiều nhất chính là 6 thư ký. Trong đó, cô là người được xem trọng nhất. Bên ngoài có rất nhiều scandal về Lê Cẩn cùng với các nữ minh tinh, nhưng mà Từ Ti Ti thì biết rõ tất cả đều là giả mà thôi. Lê Thị làm về các sản phẩm thông dụng ở trong cuộc sống, có rất nhiều sản phẩm luôn được đưa ra mắt. Chỉ riêng các sản phẩm tẩy rửa cũng là có đến hơn 10 loại. Trên mạng là thường xuyên có người thảo luận nhãn hiệu nào tốt, nhãn hiệu nào không tốt, nhưng có rất có thể là mọi người không hề biết rõ. Nhãn hiệu thì có nhiều thật đấy, nhưng mà căn bản đều thuộc về cùng với một công ty, đều là của tập đoàn Lê Thị. Chỉ là các nhân viên nghiên cứu và phát triển những cái sản phẩm đó là khác nhau mà thôi. Lúc mà phát quảng cáo cũng sẽ chỉ xuất hiện tên của sản phẩm, cho nên rất nhiều người đều không biết cái điều kỳ diệu trong đó. Rằng là mua cái nào cũng là giống nhau cả, dù sao cũng là điều của Lê Thị. Các minh tinh làm người đại diện cho các sản phẩm của Lê Thị cũng có rất là nhiều. Các nhãn hiệu nhỏ thì còn tạm đi, nhưng mà đối với các nhãn hiệu lớn gọi là sản phẩm xuất khẩu, Lê Cẩn đều đích thân để mà kiểm định từng người đại diện một. Anh sẽ mời những cái minh tinh được chú ý đi ăn một bữa sáng, cũng chỉ là một lần và hai lần mà thôi. Sau đó anh sẽ chọn ra cái người thích hợp nhất trong số đó. Đây cũng coi như là một cái sở thích của anh. Từ Ti Ti thực sự là không biết nói sao về cái thói quen này của Lê Cẩn. Khi mà lần đầu tiên cô phụ trách sắp xếp cái chuyện này thì lại còn tưởng rằng Lê Cẩn đã vừa ý nữ minh tinh nào. Sau nhiều lần riết cũng thành thói quen. Thật sự chỉ có ăn cơm mà thôi, nội dung nói chuyện đều là về cái công việc, đề tài cá nhân hoàn toàn chính là không có. Nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, Từ Ti Ti cũng là yên lòng hơn. Quả nhiên mình chỉ là nghĩ ngợi quá nhiều rồi. Phái nữ ở bên cạnh của Lê Cẩn, ngoại trừ mình ra, thật sự là không tìm ra người nào có hy vọng được chọn. Lê Cẩn hoàn thành công việc đang dang dở xong thì nhìn đồng hồ, rồi giật nảy mình. Đến giờ này nhất định là tiểu thư đã về rồi. Chết tiệt chứ, sao chú Trường lại không gọi điện thoại cho anh chứ? Lê Cẩn cầm di động nhìn lên, điện thoại trực tiếp đã hết pin, tự động tắt máy. Anh cứ mãi mê mà làm việc cho nên không hề chú ý tới. Đến khi mà Lê Cẩn vội vàng về nhà, Tiêu Dĩ Thư đã tắm rửa xong, đang mặc áo ngủ, ngồi xem tivi ở trong phòng khách chờ đợi anh về. Đó, Lê Tắc Ca, còn tắt cái điện thoại nữa chứ, hay là hết pin? Tiêu Dĩ Thư vẫn là không thể nào nhìn nổi đối với cái thuộc tính cuồng công việc của Lê Cẩn. Lần nào cậu có việc về muộn đều là Lê Cẩn lại tăng ca. Nếu như cả đêm không về, không biết chừng là Lê Cẩn lại còn làm việc suốt cả một đêm, khiến cho cậu cứ mỗi lần mà ra ngoài đều cảm thấy rất là ngại. Giải quyết xong thì mau chóng về nhà, tránh cho Lê Cẩn tựa như con tiêu tân. Ăn cơm chưa? Vẫn chưa đâu. Không nhìn thấy em thì làm sao anh ăn nổi chứ? Lê Cẩn cười hì hì, đôi sáng đến gần. Đồ ăn ở bên ngoài mà Từ Ti Ti mua, anh chẳng ăn lấy một miếng nào cả. Tiêu Dĩ Thư cũng lại không biết nói gì. Cậu đẩy Lê Cẩn ra. Nè, đi rửa tay đi rồi ăn cơm. Nè, em tự nấu cho anh hay sao chứ? Lê Cẩn có một chút thụ sủng nhược kinh. Anh ăn tạm một chút đi, tay nghề của em á là không tốt được với anh đâu. Bác Lý thì cũng đã ngủ rồi, em không có tiền quấy rầy. Trước đây Tiêu Dĩ Thư thuê nhà sống ở ngoài đều là tự mình nấu ăn. Sau khi đến nhà của Lê Cẩn thì rất ít khi nào động tay. Cậu phát hiện ra Lê Cẩn cũng là rất thích tự nấu ăn, nhưng lại hơn nữa tay nghề lại còn tốt hơn cả cậu. Cậu cũng lại không có mua rượu qua mắt thợ nữa. Dù cho Lê Cẩn không nấu, trong Lê gia cũng lại có đầu bếp riêng. Bác Lý chính là một trong số đó. Nói tóm lại, dù là ai nấu cũng là ngon hơn Tiêu Dĩ Thư cậu.
cậu không biết, chính là vì cậu cho nên Lê Cẩn mới đặc biệt đi học nấu ăn. Nè, sao mà như vậy được chứ? Chỉ có lời Tiểu Thư làm, anh được thức ăn đó. Lê Cẩn sung sướng đi theo Tiêu Dĩ Thư vào trong nhà ăn. Trên bàn chính là mấy cái món ăn bình thường, nhưng mà trong mắt của Lê Cẩn thì cực kỳ ngon. Dù cho có cho anh sơn hào hải vị, anh cũng sẽ không đổi đâu. Lê Cẩn cầm lấy đũa rồi bê bát ăn cơm say sưa. Tiêu Dĩ Thư ngồi một bên nhìn. Ăn được một lát, Lê Cẩn phát hiện ra Tiêu Dĩ Thư có chút là lạ. Sao vậy chứ? Tiêu Dĩ Thư rất là muốn nói không sao cả, nhưng mà mấy người Tiêu gia đều là người nhà của cậu. Giờ đây Lê Cẩn cũng coi như là người nhà của cậu. Cậu chịu ức thì có thể không để lộ trước mặt của đồng nghiệp, nhưng mà trước mặt của Lê Cẩn thì không có cần thiết là phải gắng gượng cười vui. Hơi, ba của em lại hỏi em tiền đó. Tiêu Dĩ Thư thở dài. Lần này em nói là em trai có đối tượng đó, là muốn sửa sang lại cái căn nhà. Nhưng mà Lê Cẩn nhíu mày. Chuyện người của Tiêu gia luôn đòi tiền Tiêu Dĩ Thư anh có biết, nhưng mà tạm thời quan hệ của anh đối với Tiêu Dĩ Thư là không thể nào công khai ra được. Anh cũng lại không có tiền để mà làm gì. Dù sao đó cũng là người thân của Tiêu Dĩ Thư. Dù sao chứ? Rốt cuộc Tiêu Dĩ Thư vẫn là không nhịn được nói lại cái chuyện căn nhà đối với Lê Cẩn. Cô thực sự rất rất đau lòng. Mẹ kế với em trai em gái cùng cha khác mẹ cũng lại không tốt với cậu. Cậu còn hiểu được, nhưng mà đến cả ba của mình cũng là như vậy. Thực sự là quá đau xót mà. Hiện tại cậu lại không hề muốn về cái căn nhà kia một chút nào cả. Như thế ngoại trừ cái công dụng cho tiền ra, cậu không còn cái ý nghĩa nào khác vậy. Nè, bây giờ em đã có anh rồi, tiền của anh cũng là tiền của em mà. Em đừng có quên, chúng ta đã đăng ký kết hôn ở Cao Lệ Phật Nha rồi. Giờ bất cứ lúc nào tài sản của chúng ta cũng được chia ra để mà hưởng chung. Chúng ta là không cần cái căn nhà rách nát đó nữa. Lê Cẩn vung tay lên nói. Nè, hai chuyện này đâu có giống nhau chứ. Cậu cũng đâu có thèm muốn về cái tiền bạc và căn nhà đó. Lê Cẩn đang sụt sôi nhiệt huyết, Tiêu Dĩ Thư kia lại không nghĩ ngợi mà hắt cái bát nước lạnh cho anh. Mặc dù là hai người đã đăng ký kết hôn ở Mỹ rồi, nhưng mà cả hai vẫn là người Trung Quốc, không có quốc tịch hay là thẻ xanh của Mỹ, lại còn không sống ở đó. Cuộc hôn nhân của hai người không có được pháp luật của Trung Quốc bảo vệ, cho nên nếu như ly hôn, Lê Cẩn là hoàn toàn là có thể không cho Tiêu Dĩ Thư một đồng tiền nào cả. Bây giờ Lê Cẩn nói chia được tài sản hoàn toàn là vì mong muốn cá nhân của anh thôi. Anh mong muốn rằng có thể cùng với Tiêu Dĩ Thư hưởng chung tài phú của chính mình. Tiêu Dĩ Thư và Lê Cẩn kết hôn, nhưng mà hai người không có ngủ chung một phòng, mà là ngủ ở hai phòng cạnh nhau. Về cái chuyện này, ngay cả người hầu của Lê Gia cũng đã cảm thấy khó hiểu. Rõ ràng là đã đăng ký kết hôn ở nước ngoài rồi, không phải hay sao chứ? Tại vì sao mà lại không ngủ chung với nhau? Nói ra thì cũng rất là dài. Trước đây, Tiêu Dĩ Thư đồng ý kết hôn với Lê Cẩn là vì có một nguyên nhân đặc biệt. Cũng là có thể là do Lê Cẩn luôn theo đuổi mãnh liệt, nhưng mà quan trọng nhất là bởi vì Lê Cẩn gặp phiền phức. Dưới cái sự cầu khẩn của Lê Cẩn, Tiêu Dĩ Thư mới nhận lời cầu hôn, giúp cho Lê Cẩn một việc lớn. Cái chuyện này thì phải nói đến gia đình có mối giao hảo đối với Lê Gia và Phương Gia. Phương Gia làm ăn về nhà cửa đất đai cũng là có khá tiền. Tuy rằng bây giờ kém hơn Lê Gia, nhưng 70-80 năm trước thì giàu hơn Lê Gia rất là nhiều. Chẳng qua là Lê Cẩn biết cách kinh doanh sau này mới nổi lên. Phương Gia và Lê Gia giao hảo với nhau là vì lúc lão gia Tử Phương Gia còn trẻ đã từng cứu mạng của lão gia Tử Lê Gia. Những năm 60-70 là một cái thời kỳ hỗn loạn. Khi đó Lê Gia cũng là có một chút tiền, vì một số nguyên nhân nào đó cho nên Lê Gia, lão gia Tử đã bị hãm hại. Đã được Phương lão gia Tử lúc ấy mới chỉ là nông dân bình thường thôi cứu giúp, cho nên hai người đã kết nghĩa huynh đệ, lại còn nói sau này phải làm thông gia với nhau. Nói ra thì cũng là rất tuyệt, nhưng mà Phương gia sinh ra được một đôi long phượng tai, Lê gia sinh ra được một cậu con trai. Vừa dạy là có thể kết thông gia, nhưng đến khi mà con cái của hai nhà đều trưởng thành rồi, Phương gia
đã phát đạt từ lâu, nhiều tiền hơn cả Lê Gia không biết là bao nhiêu lần. Sau đó Phương Gia lấy cái lý do con gái đã tìm được tình yêu đích thực, không có đành lòng chia rẽ, rồi gả con gái cho một phú tường. Khi đó lão gia tự của Phương Gia đã mất, mọi chuyện đều do Phương lão thái thái làm chủ. Bà của Lê Cận chính là Thiếu Văn. Dũng rất là vui sướng, muốn cưới con gái của Phương Gia. Dù sao thì từ nhỏ cho đến lớn, cha của ông luôn nói là như vậy. Nhưng thực ai ngờ, cuối cùng lại không thành đôi. Làm sao mà trong lòng của ông không hận cho được chứ? Nhưng dù gì thì Phương Gia cũng là có ơn đối với Lê Gia. Lê Gia bọn họ chỉ là biết ngậm bồ hòn để làm ngọt mà thôi. Sau khi Lê lão gia tử mất đi, mấy năm sau, mẹ của Lê Cận cũng đã qua đời. Lê Thiếu Văn thì mắc bệnh nặng khi mà Lê Cận được 19 tuổi. Sau đó Lê Cận tiếp nhận công ty của gia đình. Từ đó Lê Gia lại bắt đầu phát đạt hơn. Chỉ là trong vòng 3 đến 5 năm thôi đã đuổi kịp Phương Gia. 2 năm sau thì hoàn toàn vượt qua khỏi các phạm vi ở trong nước. Đến tận bây giờ, Phương Gia đã hoàn toàn không thể nào so sánh được với Lê Gia. Do đó hiện tại, tình hình hai nhà trái ngược hẳn nhau. Phương Gia có một cô con gái nhỏ hơn Lê Cận 2 tuổi, tên là Phương Ngữ Vi, rất xinh đẹp. Cho nên bọn họ nghĩ như thế này, trước kia nhà của bọn họ có ước định với Lê Gia mà. Hai nhà là phải làm như thế nào để mà kết làm thông gia. Hiện giờ, một nhà có một cô con gái xinh đẹp, một nhà thì có một cậu con trai chưa kết hôn, trai tài gái sắc, kim đồng ngọc nữ, quả đúng là tuyệt phối mà. Nhưng mà Lê Tiểu Văn thì làm sao mà đồng ý cho được chứ? Trước kia, ông đã bị tát vào trong mặt như vậy rồi, trong lòng cực kỳ căm hận. Với lại hơn nữa, xem cái điệu bộ của người Phương gia, căn bản không có phải là gia đình tốt để mà kết thông gia. Phương lão gia tử thì còn đáng tin một chút, nhưng mà ông ta đã chết đi rồi, Lê Thiếu Văn lại không muốn con trai của mình phải chịu uất ức. Ông rất là gai mắt với Phương gia, cho nên đã dặn đi dặn lại Lê Cận, nhất định là không thể nào cưới con gái của Phương gia được, nếu không nhất định ông sẽ chết mà không nhắm mắt. Lê Cận cũng lại không có thích Phương Ngữ Vi. Anh đã nghe được không ít cái tin đồn về cái vị đại tiểu thư này rồi, kiêu căng thì không nói làm gì đi, nhưng mà quan hệ nam nữ thì cực kỳ hỗn loạn. Không chỉ có scandal với nam minh tinh ở trong giới giải trí, mà lại còn với rất nhiều phu gia khác nữa. Người như vậy, Lê Cận anh ta không thể nào hưởng thụ nổi đâu. Huống chi anh đã có cái người mà mình thích rồi, chính là Tiêu Dĩ Thư. Tiêu Dĩ Thư vẫn chưa chấp nhận cái sự theo đuổi của anh tôi, bởi vì khi đó Tiêu Dĩ Thư đã có bạn trai, là bạn học cùng đại học, yêu đơn phương 2 năm, cho đến khi cái mùa hè của năm ngoái mới chia tay. Sau đó Lê Cận theo đuổi Tiêu Dĩ Thư lại càng nhiệt liệt hơn, thậm chí lại còn cầu hôn, nhưng mà Tiêu Dĩ Thư vẫn là không đồng ý. Đến tận đầu năm nay, cha của Phương Ngữ Phi là Phương Khuê bị bệnh. Ở bệnh viện, tự nhận thấy là mình sắp chết thẳng cẳng rồi, nói là muốn gặp tất cả những người thân của mình mới có thể yên tâm mà ra đi. Thế nhưng Lê Cận cũng là nằm ở trong danh sách đó. Lê Tiểu Vân vừa nghe đã cảm thấy bất thường rồi, nhất định là Phương Gia muốn ủy thác Lâm Chung. Không biết là chừng bệnh của Phương Khuê cũng chỉ là giả bộ mà thôi. Lê Thiếu Văn nóng nảy, trong lòng của ông ta không muốn làm một chuyện. Bình thường rất là hay chăm chọc Phương gia phải ba câu cũng là không sao cả. Thế nhưng nếu chính là chi ngôn của người bệnh nằm ở trên giường, vậy thì không phải là cái chuyện nhỏ rồi. Rất nhiều người biết Phương gia là có ơn đối với Lê gia, nhưng nếu như Phương Khuê thực sự là không biết xấu hổ mà làm ra cái loại chuyện ủy thác lúc Lâm Chung này, Lê gia bọn họ chỉ còn có thể biết chịu đựng mà thôi. Không thì sẽ mất hết thanh danh, mặt mũi cũng sẽ mất hết của cha. Cẩn à, cô có thích ai không chứ? Mau chóng kết hôn đi. Nói tóm lại, nhất định là phải kết hôn trước khi mà đến bệnh viện để thăm Phương Khuê đó. Phải nói là Lê Tiêu Văn thực sự rất là nôn nóng. Thực ra thì con cũng có thích một người. Lê Cẩn nhìn ba của mình ốm yếu, có phải là không dám mở miệng ra, thật sự là kích thích đến lão già dân già ông. Nhưng mà con sợ ba sẽ không thích cậu ấy đâu. Thích chứ. Lê Tiêu Văn vội nó không ngừng. Người Hà Cẩn vừa ý, nhất định ra là rất tốt mà. Ba cũng sẽ không có ý kiến gì đâu. Ban đầu thì Lê Cẩn nghe như vậy lại còn vui vẻ. Thế nhưng vui vẻ được một lát lại yếu xìu. Nhưng ba, người ta cũng thích con. Con cũng đã cầu hôn rồi mà cậu ấy cũng không đồng ý. Ôi trời ơi,
Nè, tại sao con lại có thể vô dụng như vậy chứ? Vẻ mặt của Lệ Tiêu Phàm lại càng sốt ruột hơn. Theo đuổi đi, tranh giành đi chứ. Cứ coi như là cầu xin, cũng nhất định là phải cưới về. Lệ Cẩn nghe xong, tinh thần phấn chấn hẳn lên, giống như là được đánh máu gà vậy. Anh cầm tay bà của mình nói, bà yên tâm đi, con sẽ đi ngay đây. Đúng là một cái cơ hội tuyệt vời để có thể lừa tiểu thư về nhà của mình. Lệ Cẩn kể lại đầu đuôi cái ngọn ngành tình hình của mình đó phê Tiêu Dĩ Thư. Tiểu thư à, cậu xin em đó, em giúp anh đi mà, anh thực sự là bị ép vô đường cùng rồi. Tiêu Dĩ Thư hơi khó xử, cậu cảm thấy là dựa vào cái điều kiện của Lệ Cẩn, sao có thể nào không tìm được đối tượng để mà kết hôn giả chứ. Đối với cậu, kết hôn là một cái chuyện rất là thiêng liêng, cậu không có muốn kết hôn một cách tùy tiện như vậy. Dáng vẻ của Lê Cẩn trông cực kỳ tội nghiệp. Nè, đối tượng kết hôn á thì dễ tìm thôi, nhưng mà tiểu thư ạ, em nghĩ là mà xem đi, nếu như anh đem mà tùy tiện tìm một người phụ nữ để kết hôn, sau này cô ta không chịu ly hôn thì phải làm sao chứ? Hoặc là muốn chia tài sản với anh thì phải làm sao đây? Anh không tin người khác được đâu. Thì nếu như em đây cũng là mua tài sản của anh thì sao chứ? Anh tin em như vậy à? Tiêu Dĩ Thư cảm thấy lòng tin của Lê Cận là rất hơi hợt. Vậy thì có sao chứ? Anh thích em mà. Nếu như em muốn chia tài sản với anh sẵn lòng mà. Lê Cận là hoàn toàn không hề cảm thấy bất ổn ở chỗ nào cả. Ngược lại, còn vui cực kỳ. Xem ra cái người này là thật sự thích mình rồi. Sau khi Lê Cận làm ra một cái chuỗi hành động nhõng nhẽo, ép buộc, rồi giả bộ đáng thương, cuối cùng Tiêu Dĩ Thư kia cũng đã đồng ý giả kết hôn với Lê Cận. Thời hạn chính là 3 năm. 2 ngày sau, Lê Cận mang theo Tiêu Dĩ Thư và cái tờ giấy đăng ký kết hôn đến gặp bà của mình. Lê Tiêu Văn nhìn Tiêu Dĩ Thư, lại cúi đầu nhìn vào cái tờ giấy kết hôn kia, rồi lại nhìn Tiêu Dĩ Thư, rồi lại nhìn cái tờ giấy đăng ký kết hôn kia. Sau đó, ông ta choáng váng một cách hoa lệ. Đối với cái chuyện con trai của mình đột nhiên lại mang về nhà một con dâu nam, quả thật là Lê Thiếu Văn kinh ngạc đến ngây người. Ông đã thử tưởng tượng ra hàng chục, hàng trăm cái loại dáng vẻ của con dâu, thế nhưng lại không hề nghĩ đến chính là nam giới. Trong một khoảng thời gian ngắn, Lê Thiếu Văn với cái tư tưởng bảo thủ thì làm sao có thể chấp nhận được chứ. Ông ôm ngực của mình, tỏ vẻ để cho mình suy nghĩ một chút. Lê Cận nói thầm ở trong lòng, con đã đăng ký kết hôn xong rồi, ba lại còn suy nghĩ cái gì nữa chứ. Có điều sau đó, Lê Tiêu Vân vẫn là chấp nhận Tiêu Dĩ Thư. Đầu tiên, khi mà nhìn qua là có vẻ cũng là một đứa trẻ tốt. Còn lại, chính là nhờ cô em họ của Lê Cận phụ quả thêm. Mẹ của Lê Cận tên là Châu Uyển, em trai của bà tên là Châu Toàn. Châu Toàn có một cô con gái nhỏ hơn Lê Cận 2 tuổi, tên là Châu Dĩ Tuyền, cũng chính là em họ của Lê Cận. Châu Dĩ Tuyền có thù án với Phương Ngữ. Vì lúc khi mà đi học, hai người chính là bạn thân của nhau. Phương Ngữ Vi kia đã cướp bạn trai của Châu Dĩ Tuyền. Châu Dĩ Tuyền là một cô gái thuộc cái loại hình thanh tú, không có diễm lệ bằng Phương Ngữ Vi. Nhưng mà trong mắt của người khác phái, tất nhiên người sau sẽ được chào đón hơn. Hình dung theo cái cách hơi khoa trương một chút thì đây quả thực là một thiên đại thù hận. Châu Dĩ Tuyền vốn hận là không thể nào đập chết Phương Ngữ Vi đi, bây giờ cô ta lại còn vọng tưởng làm chị dâu họ của mình nữa chứ. Đúng là nực cười mà. Cái loại phụ nữ không đàng hoàng, không sạch sẽ, đây còn không biết liêm sĩ này làm sao mà xứng được chứ. Dưỡng à, không phải là cái tên là Tiêu Dĩ Thư kia rất tốt hay sao chứ? Nếu nhà anh Cẩn đây thích anh ấy, nhất định chắc là người không tội rồi. Chẳng lẽ như lại còn không tin vào mắt của mình nhìn người quá cẩn hay sao chứ? Từ nhỏ, Châu Dĩ Tuyền rất là được Lê Tiêu Văn yêu thương, vì cái cô bé này rất thân thiết với cái người cô của mình, cũng là bà xã Châu Uyển của Lê Thiếu Văn. Cũng có thể xem như Lê Thiếu Văn là nhìn cô lớn lên từng ngày, coi như một nửa con gái. Hồi nhỏ Châu Dĩ Tuyền luôn gọi Lê Cẩn là anh A Cẩn. Bây giờ khi mà lớn lên rồi, cũng lại không có đổi cái cách gọi, lúc nào cũng có cái dáng dấp giống như là cô gái nhỏ. Hai cha con của Lê Gia đều rất thích cô. Nhưng mà cậu ta là nam mà, nam thì sinh con như thế nào chứ? Lê Thiêu Văn
vẫn là chưa thể nào chấp nhận được. Trước đây, giới hạn thấp nhất của ông cũng chỉ là con trai của mình tìm được một cô con dâu xinh đẹp hoặc là đã từng kết hôn. Đây chính là cái giới hạn thấp nhất, nhưng mà không ngờ giới hạn này lại còn thay đổi đến mức là không bằng cái mẫu vụng. Dưỡng à, vì cái chuyện này thì có khó gì đâu chứ. Hiện tại khoa học kỹ thuật là phát triển như vậy rồi, muốn có con á là còn không đơn giản hay sao? Dưỡng lạc hậu quá đi. Châu Nhĩ Tuyền không hề cảm thấy đây chính là một cái vấn đề. Thực ra thì chuyện này cũng đã không quan trọng lắm đâu. Quan trọng nhất là chúng ta không thể nào để cho tiện nhân họ Phương kia gã đến đây được. Châu Dĩ Tuyền nghiến răng oán hơn mà nói. Có xấu xa đến đâu mà còn xấu xa mặt Phương Ngữ Vi hay sao chứ? Cái loại đàn bà kia nhìn vào cửa thôi, đảm bảo sẽ cho anh à cẩn của em đòi nó xanh đó. Cô ta đâu có phải là người biết an phận chứ. Đến lúc đó lại không biết chừng anh à cẩn này lại còn bị bao nhiêu người cười nhạo đó. Nè, chẳng lẽ Phương gia không biết danh tiếng của Phương Ngữ Vi một nát như thế nào sao? Trên mạng á đầy cả ra đó, cũng đâu có ai mù chứ. Nếu như nhà bọn họ là có một chút liêm sĩ, liệu có dám nghĩ đến anh à cẩn hay không? Tất cả đều là cái chuyện của giờ trước kia để bám dưới mà thôi. Dưỡng đó, cứ nghe kia một chút đi, đây nhất định chỉ là âm mưu của bọn họ thôi. Nếu như Phương Ngữ Vi được gả đến đây đó hả, dạng nhất là sau này sinh được con rồi bị Phương gia kia xuống dùng một cái tôi không biết là chuyện sau này Lê gia sẽ đổi chủ luôn đó. Dưỡng à, Dưỡng nhìn anh Tiêu Dĩ Thư này thử thêm, so sánh với cái Phương Ngữ Vi kia đó hả, thì thực sự là không biết tốt hơn bao nhiêu lần đó. Trước đây Phương gia ngày mắt như Lê gia, giờ đây Lê gia phát đạt rồi, bọn họ lại còn bám chặt như đĩa đó. Trên cái cuộc đời này làm gì có chuyện tốt đẹp như vậy chứ. Lê Cận vốn định nhờ Châu Dĩ Tuyền giúp mình một chút thôi, nhưng mà anh còn chưa mở miệng, cái cô bé này đã tự động đứng vào cái hàng ngũ hỗ trợ. Tục ngữ nói rất là đúng, kẻ thù của chính mình là bạn bè. Bất kể là Tiêu Dĩ Thư là người như thế nào, chỉ cần là có thể ngăn cản Phương Ngữ Phi làm chị dâu của họ, của cô, Châu Dĩ Tuyền thì luôn cảm thấy cậu chính là người tốt nhất. Lê Thứ Văn nghe xong cảm thấy cũng là rất có lý. Tuy là ông không biết rõ Phương gia đang có ý định gì, nhưng mà tuyệt đối không có phải là cái chuyện tốt rồi. Vậy thì so ra cậu trai tên là Tiêu Dĩ Thư này cũng là chả sao cả. Tôi tiểu thì cậu cũng là không có làm hại đến cái sự nghiệp của Lê gia. Ừ, coi bộ là cháu nó cũng đúng là rất có lý đó. Lê Thiêu Văn gật gật đầu nói. Dưỡng à, vốn là như vậy mà. Cháu đoán nhất định là Phương Khuê kia đang giả bệnh mà thôi. Nếu mà thực sự sắp chết á thì làm sao là phải bảo người đến gặp vào ngay cái ngày hôm đó chứ. Nè, làm sao lại còn hẹn là ngày để gặp mọi người? Chẳng lẽ là ông ta lại còn biết được mình sẽ chết vào ngày nào chắc à? Lệ Tiêu Phan gật gật đầu. Quả thật là cái đề tài này rất là kỳ quặc. Cuối cùng, dưới cái lời khuyên nhủ của Châu Dĩ Tuyền, sau cùng Lê Tiêu Văn cũng là gật đầu chấp nhận cái sự lựa chọn của con trai mình. Nam thì là nam đi, dù sao cũng sẽ tốt hơn họ Phương mà. Chỉ cần lòng vừa nghĩ đến cái chuyện người họ Phương kia làm con dâu của mình thì đã cảm thấy nhất định mình là phải chết không nhắm mắt rồi. Bên này xem như hai người đã nói rõ với nhau, nhưng mà đến lúc nhìn lại Tiêu Dĩ Thư một lần nữa, thực sự là sắp phải rất quay hàm. Hôm sau Lê Cận giúp cho Tiêu Dĩ Thư chuyển nhà, sau đó Tiêu Dĩ Thư sống ở Lê gia cho đến tận bây giờ. Lý do của Lê Cận làm như vậy mới giống như thật. Nhưng mặc dù đã chuyển về đây rồi, nhưng mà hai người vẫn là ngủ riêng. Phòng ngủ của Tiêu Dĩ Thư ở ngay bên cạnh phòng của Lê Cận là một đôi vợ chồng hữu danh vô thực. Lê Tiêu Văn và Châu Dĩ Tuyền đều cảm thấy rất là khó hiểu. Đã đăng ký kết hôn rồi, dù là không tổ chức tiệc cưới cũng không sao cả, nhưng mà sao lại không ngủ cùng với nhau được chứ? Chẳng lẽ đồng tính luyến ai kết hôn lại khác người bình thường nhiều như thế sao chứ? Không thể nào. Lúc trước Lê Tiêu Văn lại còn không đồng ý để cho hai nam giới kết hôn với nhau, nhưng mà bây giờ đây nhìn thấy cái tình huống này, ông lại càng không chấp nhận được. Không ngủ cùng với nhau thì đâu có thể nào coi như là vợ chồng được chứ. Hà Cẩn à, nè, có phải là con nhà tiểu thư đã cãi nhau không chứ? Ông hỏi vô cùng xúc tích. Sau khi đã trò chuyện cùng với Tiêu Dĩ Thư, ông lại cảm thấy tính tình của cậu trai này là không có tồi, cho nên
cũng là cứ gọi là tiểu thư, tiểu thư. À, dạ không, bọn con rất là tốt mà, không bao giờ cãi nhau đâu. Lê Cẩn hớn hở nói. Nè, vậy tại sao các anh lại không ngủ chung phòng với nhau chứ? Châu Dĩ Tuyền mau miệng thẳng thắn, cô ta vô cùng mà hỏi trực tiếp. À, Lê Cẩn nghẹn lời. Rồi anh lại nghĩ, sau này tiểu thư sẽ sống lâu ở đây, cái chuyện của mình và cậu sớm muộn gì cũng sẽ bị lộ ra ngoài mà thôi. Không bằng thì cứ khai báo thật từ sớm đi, vì thế anh mới tội nghiệp mà kể lại cái quá trình mình đi lừa cưới một lần. Lê Thiếu Văn và Châu Dĩ Tuyền đều há hốc miệng trợn tròn mắt. Nè, sao anh Cẩn à, anh Cẩn à, anh lại vô dụng như vậy chứ? Cảm giác của hai người về Tiêu Dĩ Tư lại bắt đầu phức tạp dần. Đúng là một người thần kỳ mà, có thể làm cho Lê Cẩn động tâm đến như thế, thậm chí Lê còn phải dùng đến cái thủ đoạn lừa gạt mới có thể có được ở trong tay. Thực sự không có phải là người bình thường mà. Nhưng mà người này cũng là đáng thương quá cơ. Cứ như vậy mà bán mình đi, lập tức cho người ta một cái loại cảm giác ngốc nghếch đáng yêu. Hiện tại thì Lê Thiếu Văn và Châu Dĩ Tuyền không có biết là nên đồng tình với ai đây. Một người thì kết hôn với cái người mình thích, nhưng mà lại không thể nào chạm vào được. Một người thì cho đến tận bây giờ vẫn không hay biết gì hết, lại còn tưởng là đang giúp bạn. Chuyện về hai người kết hôn được chấp nhận thuận lợi như vậy đó, nhưng mà có điều người biết thì rất là ít. Thực ra thì Lê Cẩn rất muốn nói cho toàn bộ thế giới này biết cơ, thế nhưng Tiêu Dĩ Thư lại không có muốn. Bởi vì trong cái cách nhìn của Tiêu Dĩ Thư, đây không có phải là kết hôn thực sự. Sau này cậu vẫn là phải rời xa Lê Cẩn, cho nên tốt nhất đừng có để cho người ngoài biết cái chuyện này. Vậy là hơn nữa Lê Cẩn là danh nhân, sau này khi mà ly hôn rồi thì phải làm sao chứ? Cậu không có muốn bị người ta chỉ trỏ trỏ. Cho nên cuối cùng cái số người biết chuyện kết hôn kia cũng là không nhiều. Đương nhiên Phương gia chính là có biết, nhưng mà bọn họ là căn bản sẽ không nói ra bên ngoài. Bọn họ lại cảm thấy một người đàn ông giống như là Tiêu Dĩ Thư vốn dĩ chả có phải là cái mối uy hiếp gì cả, sớm muộn gì thì con gái của Phương gia bọn họ cũng sẽ được gả vào trong Lê gia. Cái việc này không có thể nào nói ra bên ngoài được, tránh cho sau này khi mà Phương Ngữ Phi được gả cho Lê Cận thì sẽ bị người ta cười nhạo. Có người phụ nữ nào chịu lấy một người đồng tính luyến ái mà không bị cười nhạo chứ? Cứ giấu là tốt nhất đi. Có điều sau đó thực sự thì Lê Thiếu Văn tức giận đến muốn chết đi. Bởi vì sau khi mà Phương Khuê biết Lê Cận đã kết hôn rồi, không đến mấy ngày đã xuất viện, nói là bệnh tình đã chuyển biến tốt đẹp hơn nhiều, cho nên lúc trước rõ ràng chính là giả bệnh mà thôi. Lê Thiếu Văn cực kỳ muốn mắng chửi, rồi lại nghĩ thầm, may mà con của mình đã kết hôn rồi đó. Ông nhìn Tiêu Dĩ Thư lại càng cảm thấy thuận mắt hơn. Quả thật đúng là phúc tinh của nhà mình mà, nếu không thì cái nhà này nhất định sẽ bị chứng khí mù mịt rồi. Rồi thoáng một cái gần đã nửa năm trôi qua. Sau khi mà Tiêu Dĩ Thư nói với Lê Cẩn về cái chuyện nhà cửa, hôm sau cũng chính là sáng thứ bảy, cậu nhận được điện thoại của Tiêu Hải, nói là trong nhà đã phải được 6-7 vạn từ người khác rồi, bảo cậu hỗ trợ cái chỗ còn lại. Quả đúng là như vậy mà, Tiêu Dĩ Thư thực sự là tuyệt vọng đối với người nhà của chính mình. Các người đang nghĩ đến cái việc xây dựng quan hệ mà tìm việc làm cho Tiêu Trí Huy, nghĩ đến cái chuyện chuẩn bị nhà cho cậu ta kết hôn. Còn tôi thì sao chứ? À, ba, tiền lãi tháng sau của con là có gì phải dùng rồi. Tiêu Dĩ Thư vẫn là cự tuyệt. Nè, tao cũng là không có kêu mày hỗ trợ ngày tháng sau đâu, đến Tết đưa tao cũng được mà. Tiêu Hải lại cảm thấy mình rất là thấu tình đạt lý. Dạ, sau này sợ là cũng không được đâu. Cái gì chứ? Tại sao lại không được? Con muốn đi dành tiền để mua nhà ba. Mày thì mua nhà cái gì chứ hả? Chút tiền đó của mày mà mua được nhà sao? Tiêu Dĩ Thư nhắm mắt hết một hơi sâu, con thực sự là không muốn nhìn nữa rồi. Ba, con đã biết hết rồi. Ba định sang tên cái căn nhà đó cho Trí Quy đúng không chứ? Con không ý kiến gì đâu, đó chính là nhà của ba mà, ba muốn cho ai thì cho đi. Nhưng mà tại sao ba lại còn muốn con bỏ tiền ra để mà sửa nhà chứ? Con không phải là con của ba sao? Tiêu Dĩ Thư tưởng mình là chất vấn như vậy sẽ khiến cho Tiêu Hải cảm thấy áy náy,
Nhưng mà hiển nhiên cậu đã nhầm rồi. Tiêu Hải không có những là không áy náy, ngược lại còn nổi trận lôi đình. Tao còn chưa có chết nghe chưa? Mày đã muốn cái nhà này sao? Mày nghe cái chuyện đó từ đâu chứ? Ai nói cho mày biết? Khi mày bỏ ra một chút tiền sửa nhà thì mày đặt điều đó với tao. Tao nuôi mày lớn đến từng ngày rồi, lấy một chút tiền của mày, mày cũng không vui. Sau này lại còn trông chờ vào mày để dưỡng lão được không chứ hả? Tiêu Hải mãn như tát nước. Trong cái lời ngoài lời đều là nói Tiêu Di Thư là cái loại người không biết ơn. Mày tưởng mày có việc làm là mày giỏi lắm à? Lại còn mua nhà hả? Mày cứ nói thẳng là mày không muốn giúp cái cả nhà này đi. Ngay cả cái loại lý do mày mua nhà này mà mày cũng nghĩ ra cho được đó. Mày có tiền đâu đó con à? Tao là ba của mày mà, mày còn đặt điều với tao nữa. Tưởng tao không có cách sao? Mày lại còn khốn nạn với tao nữa. Là tao đi tìm lãnh đạo của mày để mà nói chuyện cho rõ ràng đó mày biết chưa? Cái loại người của mày, đến cha mẹ mà cũng không muốn hiếu thuận như mày, liệu người ta có cần mày nữa hay là không? Nếu như vừa rồi Tiêu Dĩ Thư chỉ là cảm thấy lạnh lẽo trong lòng, vậy thì nghe được những cái lời này của Tiêu Hải, quả thật là tim của cậu nó giống như vỡ nát ra. Đây thực sự chính là cha ruột của cậu hay sao chứ? Lúc mà ăn trưa, Tiêu Dĩ Thư cứ thấp thỏm đến không yên. Tối qua cậu đã không ngủ ngon rồi, trong đầu vẫn là nghĩ đến những cái lời của Tiêu Hải và Quý Cần. Sáng nay lại còn nhận được một cái cuộc điện thoại khó chịu như vậy, làm sao mà có khẩu vị cho được chứ? Lê Cẩn ngồi bên cạnh của Tiêu Dĩ Thư, thấy sắc mặt của cậu không tốt thì cảm thấy đau lòng. Nè, em có mệt không chứ? Hôm nay là thứ bảy đó, ngủ nhiều một chút cũng được mà. Tiêu Dĩ Thư lắc lắc đầu. Không có phải là cậu không muốn ngủ, mà chính là cậu không ngủ được. Trong lòng thực sự rất lo lắng, nếu như bà của cậu thực sự đến đây và đến công ty để làm ầm lên, vậy thì bao nhiêu mặt mũi sẽ mất sạch chứ, lại còn mang đến phiền phức cho công ty. Nhưng mà thực sự cậu không có muốn bỏ cái số tiền kia ra. Tiền cho ba cậu dùng và cho người khác dùng là hai cái chuyện hoàn toàn khác nhau. Cậu không có bánh bao đến cái mức độ đó đâu. Nhất cử nhất động của Tiêu Dĩ Thư Lê Cẩn đều quan tâm đến vạn phần. Anh chỉ là nhìn qua là đã biết đối phương có tâm sự, cho nên dịu dàng quan tâm hỏi. Sao vậy chứ? Có chuyện gì không vui à? Nên nghe thử xem đi. Chuyện của em cũng là chuyện của anh mà. Ở bên ngoài, Lê Cẩn giống như là luôn giống như sấm rền, gió cuốn. Thế nhưng trước mặt của Tiêu Dĩ Thư thì lúc nào cũng là cái dáng vẻ ôn hòa, vô hại, cực kỳ trung quyển. Tiêu Dĩ Thư cảm thấy cái việc này rất là mất mặt. Nhưng mà cũng nghĩ lại, tối qua cũng đã nói cái chuyện kia rồi, còn thiếu một chuyện được hay sao chứ? Từ lâu, Lê Cẩn đã biết Tiêu Gia chính là cái hạng người gì. Dẫu cũng vô dụng mà tôi, huống chi bây giờ đây, cái chuyện này cũng là có liên quan đến Lê Cẩn rồi. Tiêu Hải định sẽ đến công ty của Lê Cẩn để mà làm ầm lên mà. Bà em ông nói, nếu mà không cho ông ấy tiền, ông ấy sẽ đến công ty để làm ầm lên đó. Để nói với cấp trên của em, làm không có hiếu thuận với ông ấy. Tiêu Dĩ Thư nói xong cũng phải đỏ mặt. Cái chuyện này thực sự rất là mất mặt. Người nhà của mình như vậy thì có lẽ Lê Cẩn cũng sẽ rất là ghét. Thế nhưng ngoài trừ Lê Cẩn ra, cậu không có tìm được ai khác để mà bàn bạc. Dù sao cũng đâu thể nào đi nói với Lê Thiếu Văn được chứ. Chỉ chuyện này thôi sao? Lê Cẩn chớp chớp mắt. Chuyện này không nghiêm trọng sao chứ? Tiêu Dĩ Thư trừng mắt thật là to. Nè, không có phải là anh tự em nói đùa đấy chứ? Em nói thiệt mà. Bà của em, ông chính là người như vậy đó. Ông ấy thực sự là làm được đó mà. Tính tình bà của cậu như thế nào, cậu biết rất rõ mà. Mấy cái loại chuyện giống như là lời ôm sầm, là mình làm mày. Nhưng mà một người lớn đầu như ông ta thực sự là có thể làm ra được. Lê Cẩn dáng vẻ nhìn của Tiểu Thư tựa như một con ếch con, cảm thấy rất là buồn cười. Nè, vậy mà công việc thế này thật đáng yêu đó. Em là con trai đó nha. Nè, dù cho anh khen em đáng yêu, em cũng là không vui đâu. Đến giờ này, Tiêu Dĩ Thư không chỉ là trừng mắt thật to, mà hai má cũng lập tức phồng lên, giống như một chú ếch con hơn.
Lê Cận lại càng cười vui sướng. Tiêu Dĩ Thư bắt đầu phát cáu. Nè, anh còn cười sao? Đây chính là công ty của anh đó. Nếu như ông ấy mà đến làm ầm lên đó hả, anh cũng là không còn mặt mũi gì đâu. Không cần phải lo lắng mà. Lê Cận khoát khoát tay, không thèm quan tâm. Nè, em đã tưởng rằng bảo vệ của công ty của anh chỉ là để trang trí thôi sao chứ? Ai cũng có thể vào được công ty hay sao? Với lại hơn nữa, em quên ngày nào em đi làm cũng đã phải là thẻ à? Bao của em căn bản chỉ là không vào được đâu. À, đúng rồi. Tiêu Dị Thư vỗ vỗ vào trong đầu của mình. Suýt chút nữa thì em quên mất rồi đó, em đã chuyển công ty rồi. Công ty nhỏ trước đây của cậu chả có lấy một người bảo vệ, chỉ là thuê một cái tầng ở trong một tòa nhà nhiều tầng, chỉ có một bảo vệ ở tầng dưới cùng. Cả tòa nhà đều là sử dụng chung, căn bản là không thể quản chế hạn chế nhân viên ra vào, ai cũng có thể lên tầng. Em đó đúng là lo nghĩ không đâu. Lê Cẩn cười nhẹ. Nhưng có điều, nếu có thể dùng tiền để làm cho bạn em yên ổn, vậy thì cứ cho tiền là được rồi. Em không cần phải tiếc tiền đâu. Tiền của anh em cứ dùng thoải mái. Nhưng mà cái vấn đề đó mà có thể dùng tiền để mà giải quyết căn bản chứ là không thể nào coi là vấn đề được. Tiêu Di Thư gật đầu. Phá gia chị tử à? Nè, anh thực sự đã nghĩ quá tốt đẹp dành ông ấy rồi. Em chỉ là con của ông ấy mà là cũng không dám bảo đảm về cái nhân phẩm của ông ấy đâu. Nếu như ông ấy biết được quan hệ của hai chúng ta nữa hả, anh cứ nhìn xem đi. Sau này anh đừng mong được yên tĩnh. Tính cách của Tiêu Hải như thế nào thì Tiêu Di Thư rõ tự như là bàn tay. Cậu đã sống cùng với ông ta rất nhiều năm rồi. Em không tin anh sao? Dù như thế nào anh cũng luôn có cách giải quyết mà. Anh cho ông ta tiền, tất nhiên cũng sẽ có cái cách để làm cho ông ta nghe lời. Lê Cẩn vươn tay nhẹ nhàng bao phủ lên trên cái mu bàn tay của Tiêu Di Tư, nhìn chăm chú vào trong mắt của cậu. Anh hy vọng rằng Tiêu Di Tư có thể nghe ra được cái ý tại ngôn của anh, cũng là có thể chấp nhận anh. Tiêu Di Tư giật mình, vội vàng rút tay về. Cậu hơi xấu hổ. Nè, chúng ta đâu có kết hôn thực sự chứ, sau này cũng phải ly hôn đó. Đến lúc đó em đã phải nói với ông ấy như thế nào đây chứ? Lê Cận hơi thất vọng. Rõ ràng đã đăng ký kết hôn rồi, nhưng mà tại sao muốn tiến thêm một bước lại có thể khó như vậy chứ? Thôi bỏ đi, cái việc này cũng đã không thể nào nóng vội nhất thời được. Sau này anh vẫn còn rất nhiều thời gian mà. Phải rồi, nè, hôm qua em nói là ba của em tạo lập quan hệ để tìm việc làm chăm trai của em, lão đời gì chứ? Lê Cẩn vừa ăn cơm Lê vừa làm ra cái vẻ giống như tình cờ mà hỏi. Tiêu Dĩ Thư ngẩng đầu, thế là cẩn thận mà nhớ lại. Hình như tên là Thâm Đạt đó. Thực nghiệp, nghe nói là một công ty lớn, ba của em là phải tốn không ít tâm tư mới có thể tìm vào được cửa đó. Nè, tại sao đột nhiên anh lại hỏi như vậy chứ? Không có gì, anh chỉ là tùy tiện hỏi mà thôi. Lê Cẩn cười vô cùng ấm áp. Tiêu Hải nói tìm cửa vào cho Trương Trí Huy là một công ty lớn, nhưng mà ra thì công ty kia còn lâu mới đạt được đến tiêu chuẩn của một công ty thuộc vào loại lớn. Thâm Đạt thực nghiệp chỉ có thể được xem là công ty thuộc loại trung, thuê 6 tầng ở trong một căn nhà cao tầng sang trọng, ngoài ra còn có nhà máy riêng. Nghiệp vụ của công ty chính là việc đại lý xuất nhập khẩu, kiểm nghiệm hàng hóa, bảo quản sản phẩm, in ấn, thiết kế bao bì sản phẩm. Nghiệp vụ rất đa dạng, hiệu quả hay lợi ích đều rất là tốt, phúc lợi và đãi ngộ cho nhân viên cũng chính là không tồi. Là một công ty đang dần đi lên, có rất nhiều triển vọng. Thế nhưng rất ít người biết Thâm Đạt là một cái công ty của tập đoàn Lê Thị. Công ty còn khác với công ty chi nhánh. Công ty còn thì có được đại diện pháp nhân độc lập của chính mình, có được tài sản riêng của mình. Cho dù lỗ lãi như thế nào thì sẽ tự chịu trách nhiệm, độc lập gánh vác tất cả hậu quả và trách nhiệm ở trong công ty. Trên cơ bản công ty mẹ sẽ không can thiệp nhiều vào các sự vụ đó. Nhưng mà những cái quyết sách quan trọng, gọi là sắp xếp nhân sự quan trọng, có liên quan đến lợi ích của công ty, vẫn là phải do công ty mẹ quyết định. Ví dụ như thành phần hội đồng quản trị chẳng hạn. Tập đoàn Lê Thị có quyền quyết định những cái hạng mục công việc quan trọng của Thâm Đạt, có thể quyết định cái thành phần hội đồng quản trị của Thâm Đạt,
có thể trực tiếp sử dụng quyền hành bổ nhiệm các thành viên ở trong hội đồng quản trị, bởi vì tập đoàn Lê Thị là cổ đông lớn nhất ở trong Thâm Đạt. Thâm Đạt có tham gia thiết kế bao bì cho một phần nhỏ các sản phẩm vào loại trung mở xuống của tập đoàn Lê Thị, cũng là không thì cũng là có thể phát triển nhanh như vậy. Công ty còn giống như Thâm Đạt thực nghiệm ở dưới trướng của tập đoàn Lê Thị thì có rất nhiều, nhưng mà công ty còn đều có tên riêng của mình, cho nên đa phần người ngoài nghề đều là không biết. Lúc mà nghe Lê Cận nghe thấy Tiêu Dĩ Thư nói ra cái tên công ty kia, trong lòng đã có tính toán rồi. Tiêu Hải là cha ruột của Tiêu Dĩ Thư, anh không tiện nói gì cả. Cái cách duy nhất nghĩ ra được đó là cho tiền để mà giải quyết vấn đề. Nhưng mà Tiêu Chí Huy chính là em trai cùng cha khác mẹ đối với Tiêu Dĩ Thư. Mọi người của Tiêu gia chính là đang mơ một giấc mộng đẹp là Tiêu Chí Huy vào được công ty lớn, có được tiền lương cao. Nghe nói lúc mà thực tập lại còn được hơn 4.000, vào làm chính thức sẽ được tăng lên đến tận 7.000. Làm mấy năm tôi là có thể lên được hàng vạn, thật sự là một cái công việc không thể nào lý tưởng hơn được nữa. Đàm Mỹ, kế hoạch yêu chồng của tổng tài bá đạo.